Nếu như Sơn Hà lệnh khiến anh em u mê không lối thoát thì hãy lại ngồi xuống đây, chắc chắn tập phim này không làm anh chị em thất vọng, bởi đã gọi tên thiên nhai khách thì làm sao có thể thiếu Trần Tình lệnh. Hôm nay tôi sẽ chứng minh cho các con dân thấy câu nói ai rồi, cũng khác khi được thần Cupid gọi tên nó đúng như thế nào. Vậy thì còn chần chừ gì, vào việc ngay thôi. Để có một bộ đàm Mỹ hết nước chấm thì bước đầu tiên là phải có nam chính, và tất nhiên cái tên đầu tiên được réo chính là Ngụy Vô Tiện, trên trời dưới đất không có gì khiến anh sợ nhưng ngoại trừ chó ra. Với tính cách tinh nghịch, đáng yêu, lém lỉnh, trong cương có nhu, trong nhu có cương, trong nhương có à mà thôi, anh xứng đáng nhận được danh hiệu giải bánh tráng của năm. Trước mặt người thương anh là cá con mong manh yếu đuối, hay nép sau lưng, nhưng một khi ở một mình, anh lập tức vào vai cá mập, sẵn sàng vồ vập thằng nào dám láo nháo với phụ huynh. Nếu như Vô Tiện là con người hướng ngoại chính tông thì nửa kia, vong cơ của anh là một thái cực hoàn toàn khác bọt. Anh luôn trong giao diện đừng nhờn với bố mày, vong cơ cực kỳ ít nói, ít cười, sức chịu đựng của người khác có giới thiệu, còn vong cơ thì cứ phải gọi là xứng tầm được ghi tên vào kỷ lục Junet. Dù vậy, thực chất vong cơ lại là một chàng trai bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp. Nếu Vô Tiện mang trên mình nụ cười bừng sáng cả không gian thì vong cơ cũng có một đôi mắt biết nói toát lên cái khí chất người người tiên khí. Hãy cùng đón xem hai cái con người này sẽ quẩy đục nước như thế nào trong series rắc rối trời ơi đất hỡi Trần Tình lệnh ngay nhé. 16 năm trước, Ngụy Vô Tiện là một người hành xử tùy tiện, chỉ tuân theo quy tắc lẽ phải do chính mình đặt ra. Không chỉ có thế, hắn còn là một kỳ tài trong việc tu luyện tà thuật, khiến người đời ngoài mặt thì liên tục chửi bới, nhưng trong thâm tâm vẫn vô cùng sợ hãi vị Di Lăng lão tổ trẻ tuổi này. Hội anh em trong giang hồ đã phải quýnh hội đồng hoạt động hết công suất mới đẩy được tên anh vào trong sổ hộ khẩu nhà Diêm Vương. Bằng một cách ảo ma, hơn 10 năm sau được ra ma vây giết, Ngụy Vô Tiện đội mồ sống dậy trong một thân xác hoàn toàn khác, với lời nhắn giúp thân chủ báo thù. Giao diện thì là của Mạc Huyền Vũ, còn hệ điều hành vẫn là lão tổ Di Lăng, trên người toàn sẹo là sẹo, mỗi một vết sẹo là một kẻ thù của Huyền Vũ mà Vô Tiện cần giúp trả. Té ra thân xác đi mượn này là thiếu gia thất sủng của Mạc Gia Trang, điên điên khùng khùng, suốt ngày bị đám hổ báo cáo chồn nhà họ Mạc đạp cho như đạp cờ hó. Đời nào Vô Tiện nhà ta chịu để mình bị bắt nạt nên biết nhà đang tiếp khách, anh nhảy ra giữa sảnh nằm ăn vạ cho ông bà già vợ cả mất mặt chơi. Quậy đã cái nư, thanh niên nhấc vò nước cất rồi ngạo nghễ rời đi trong sự cay cú của cậu cả. Biệt đội áo trắng nghe đồn là đến nhà trừ tà cho Mạc gia. Tới giờ hoàng đạo, lão Mạc cấm con cháu không cho phép ra khỏi nhà, nhưng cậu cả vẫn cãi chạy nhong nhong ra chôm cờ, cái kết là bị ma làm cho thành con dở hơi. Vô Tiện đang ngồi thổi lá tự dưng bị kéo ra đại sảnh, bà phu nhân khăng khăng đổ oan tại anh nên tên cậu cả mới phát điên. Đột nhiên tên Mạc Uyên dây dựa nổi khắp người trông, cũng tội nên Vô Tiện từ thiện vẽ vài đường kết hợp với sơ kiêu của anh đẹp trai áo trắng trừ ma cho hắn ta. Biết con trai mình chôm cờ đen mà bà phu nhân vẫn banh họng lên bênh, Vô Tiện đứng bên nghe không lọt tai nên mắng bà ta một trận. Vừa xử lý xong thằng con thì đến lượt thằng bố chúng ta, khua tay múa chân phang bà phu nhân bất tỉnh nhân sự. Vô Tiện chỉ muốn nói là mình có thể giúp trừ mà mấy thanh niên áo trắng không chịu nghe anh nói, nhất quyết phát tín hiệu gọi đầu đàn. Trong lúc chờ đợi, cái thứ gọi là tà ma nhập vào người bà phu nhân làm tem áo trắng phải lắp motor vào mông ngăn bà ta lại. Vô Tiện góp chút công bấm nút cho hai cái thây ma bên này xuống sân thay tem áo trắng chơi với mụ một ván. Khúc ngàn cân treo sợi lông chân, vong cơ xuất hiện như một vị thần phát một dẹp loạn cả ba. Cái vấn đề nó ở chỗ, vong cơ lại chính là người quen khi nhỏ hồi còn đi học của Vô Tiện, nên thanh niên bấm nút té trước, minh chứng cho người thành công luôn có lối đi riêng chính là đây, người ta cưỡi ngựa ngầu lòi, còn Vô Tiện nhà ta cưỡi lừa đi trong gió đi ngao du. Lúc nghỉ chân giữa đường có đoàn người đi qua ghé vào lấy nước, Vô Tiện lại đeo mặt nạ lên tránh sang một bên. Hóa ra trong nhóm người đó có fan cứng của anh còn đang dùng cái la bàn anh làm ra nữa, sợ bị xin chữ ký nên thanh niên dắt lừa đi trước. Ai dè lại trông thấy tên Kim Lăng bắt nạt người khác treo lủng lẳng trên cây, định là không sân si cho đời thêm đẹp, mà anh lừa lại nổi khùng nhào ra làm lộ hết vị trí chiến lược. Cái mồm của Kim Lăng này cũng hỗn lắm, cứ như vừa mọc ra non khịa, Vô Tiện đủ thứ trên đời, ngứa hết mang tai nên Vô Tiện động thủ một chút. Vừa dứt lời thì cậu của thằng nhóc là Giang Trừng xuất hiện, hai bên là kẻ thù của nhau nên Vô Tiện khép mình lại. Cứ nghĩ quả này đổi thông cỏ xanh mộ thì vong cơ cùng đồng bọn đi tới giải vây, thấy tên Kim Lăng mở mõm ra là khẩu nghiệp nên anh tác động một chút là mõm cậu ta dính chặt như keo 502. 400 tấm lưới răng bậy khắp rừng cản trở giao thông của bọn họ cũng bị anh dẹp hết trong vòng phút rưỡi. Giang Trừng cay lắm mà không dám ho he gì. Chờ mọi người đi hết, Vô Tiện mới ngó đầu ra đi tiếp. Vô tình anh biết được Kim Lăng ngông cuồng đó chính là con trai của sư tỷ mình, nhưng vì một vài mâu thuẫn khiến Giang Trừng coi anh như kẻ thù, nhắc tới mà buồn thối ruột. Nghe giang hồ đồn ngọn núi này âm khí tà ma nên Vô Tiện đi một vòng xem thử, lỡ ngơ thế nào lại đi vào một khu mộ nhà Ôn gia. Nhận được thông điệp từ vũ trụ về bức tượng đá trong hang núi, Vô Tiện vội bay tới đó, vừa kịp lúc gián mùa chấn bức tượng đang chuẩn bị nuốt hồn. Cả đám người bên trong vắt giò lên cổ chạy ào ra ngoài, nguyên cái bức tượng cũng vận động tứ chi đuổi theo sau.
Kim Lăng nhanh chân nổ tên nhiệt tình nhưng không ăn thua, Vô Tiện lấy kiếm đốn trúc làm sáo bắt đầu thổi ý là định trấn bà ta, mà không hiểu sao lại triệu được hồn thánh kem trộn Ôn Ninh. Không hổ danh là quỷ tướng quân múa hai đường cơ bản, đã giải tán tượng đá thành chục mẩu. Càng nghĩ Vô Tiện càng thấy sai, anh nghi có đứa giàn cảnh này để dụ mình gọi Ôn Ninh ra. Đã dối thì chớ cái đám người xung quanh còn nhào tới chơi Ôn Ninh, làm Vô Tiện lại phải thổi sáo đưa thánh kem trộn ra chỗ khác. Bỗng một cánh tay quen thuộc ngăn anh lại, u chu cha mà ơi là Vong Cơ, được trai đẹp nắm tay thanh niên hà hơi thổi ngạt thêm một hơi để Ôn Ninh rời khỏi đó. Giang Trừng dẫn người tới góc vui, vừa thấy Vô Tiện hắn ta đã thượng cẳng tay may được Vong Cơ đỡ giúp một chiêu. Đối diện với hắn ta khiến Vô Tiện nhớ lại 16 năm trước khi anh và Giang Trừng còn là người của Vân Mộng Giang Thị. Lần đó bộ ba cùng nhau tới Lam Thị đi học lấy con chữ về bản, thì va phải Kim Tử Hiên bên nhà Lan Lăng Kim Thị, cũng là người có hôn ước với sư tỷ Yếm Ly của anh. Vô tình tới nơi cần đến rồi mọi người mới nhận ra mình làm mất thiệp mời, nên người ta không cho vào. Bất thình lình Vong Cơ vừa quay về đến cổng, cả ba tụng lại năn nỉ, ôi mà anh ta chỉ nói đúng một câu lạnh thanh, không giấy mời miễn vào. Thế là cả tem Vân Mộng phải nằm lang bên bờ suối chờ Vô Tiện quay về nhà trọ trước đó tìm giấy mời. Thanh niên lặn lội đường xá xa xôi quay về đã chẳng thấy ai, tính tự do xâm phạm gia cư bất hợp pháp mà đâm sầm vào màng trong suốt muốn sang chấn tâm lý. Cũng may Vô Tiện từng cắp sách theo pháp sư Trung Hoa nên học được một chút giải bùa chú vẽ hươu vẽ vượn hai đường, đã phá được kết giới lẻn vào trong. Đen thế nào lại bị Vong Cơ bắt quả tang, mặt anh lạnh tanh như cái tảng băng Bắc Cực. Vô Tiện lấy cả nước cất ra gạ tha cho mình mà cũng không thành. Hóa ra cặp đôi nào lúc gặp nhau cũng dính lời nguyền cá thớt, hễ gặp nhau là kiểu gì cũng chém giao lưu vài đường cơ bản. Hai vò nước cắt của Vô Tiện bị Vong Cơ gián tiếp làm vỡ một vò nên thanh niên quay qua ăn vạ, nhưng lại bị anh bắt đọc nội quy nhà Lam Thị. 36 kế chuẩn vẫn là thượng sách, thanh niên nhảy lên nóc nóc cồn như thật, chạy đâu cho khỏi nắng. Vong Cơ bấm tay khóa mõm thanh niên lại lôi cổ đến chỗ thúc phụ. Vừa được mở mồm, Vô Tiện đã kể lể đầu đuôi cái câu chuyện vì sao mình bị á khẩu. Lam Hoán đứng bên chỉ cười nhẹ một cái, rồi mới nói cho nghe nhóm của anh nhờ có Vong Cơ nói giúp nên đã được đón vào trong Lam Thị. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cái xác bị chúng ta được đưa về Lam Thị hồi chiều tự dưng ngồi dậy, đèn trong phòng tắt hết sạch, hai mắt anh ta trắng phau. Từ kinh nghiệm xem Conan của mình, Vô Tiện suy ra được tuy tên này giống xác sống nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của linh lực, giống như một con rối có thể bị điều khiển. Ở một diễn biến khác, Ôn Nhược Hàn của Kỳ Sơn Ôn Thị, người đứng sau hàng loạt các vụ tu sĩ mất tích bí ẩn gần đây, đang dùng người thật nâng cấp thứ tà đạo gọi là em thiết để chế ngự các phái khác trong giang hồ. Lão ta ra lệnh cho Tiết Dương tìm ba mảnh âm thiết còn lại về đây cho mình bằng mọi giá, còn hai chị em nhà họ Ôn cho lên núi thăm dò tìm một mảnh ở Lam Thị. Sáng sớm hôm sau là buổi khai giảng tại gia, bắt đầu buổi học đầu tiên, sương sương 3.500 cái nội quy mà mọi người phải học thuộc trong đầu, đọc đến trưa mới hết. Xong phần bái lễ là tới khúc tặng quà, Kim Tử Hiên lên trước, sau đó lần lượt từng người theo sau. Chỗ nhà người ta đang hành lễ thì tem phản diện nhà Kỳ Sơn Ôn Thị tới góc vui, vốn đã không hợp tính nhau nên đấu võ mồm với song hai bên Kỳ Sơn Vân Mộng, cùng rút hàng nóng ra đọ. Gia chủ bất lực cầm sáo lên thổi, hai giây sau kiếm của tất cả mọi người đều cắm thẳng xuống sàn. Ôn Tình đứng bên khóc thét vội ra mặt đưa quả nhập môn, rồi xin phép về phòng chờ đến giờ học sau. Vừa hết giờ một cái là Vô Tiện đã gạ Hoài Tăng ra khe suối sau núi bắt cá, thấy Ôn Tình đi ngang một cái là tí tẩn bỏ bạn chạy ra tán gái mà bị cho ăn bơ không thương tiếc. Tuy là đi chơi nhưng Vô Tiện cũng không quên mang một chút sản phẩm ô cốp của mình về cho sư tỷ và Giang Trừng cùng ăn. Những ngày sau đó lớp học bắt đầu từ sáng sớm, người ta nghe giảng nghiêm túc, còn Vô Tiện nhà ta thì bày đủ trò con bò, hết chọc thầy thì tới chọc Vong Cơ. May cho cậu ta có quả não nhanh nhẹn, ông giáo hỏi câu nào đều trả lời được câu đó, chỉ có duy nhất nhất một câu là sa mạc lời, được Vong Cơ giải đáp giúp. Mà cái mồm của Vô Tiện cứ như mọc ra non cãi nhem nhèm làm ông giáo máu dồn, tận não đuổi anh ra khỏi lớp phạt chép 1.000 lần nội quy. Thanh niên lại trốn ra ngoài tới chỗ Ôn Ninh, thánh kem trộn của 16 năm sau giúp anh luyện bắn cung sau núi. Ôn Tình thấy thế gọi sư đệ làm cậu bị rối lỡ tay thả tên, Vô Tiện nhanh như chớp nhào ra nổ sở kiêu tuyệt đỉnh chặn mũi tên lại. Ôn Tình đá mắt một cái, Ôn Ninh đã vội vã cắp đồ chạy theo cô, Vô Tiện nghi cô gái đanh đá này tìm kiếm gì đó trên núi nên khảo sát một vòng địa hình. Bất thình lình Vong Cơ xuất hiện lôi cổ thanh niên về thư viện chép phạt. Vốn là người hướng lung tung nên Vô Tiện lần la tới làm thân với Vong Cơ mà mặt anh vẫn lạnh lùng như ngày nào, mặc kệ Vô Tiện nói lẩm bẩm một mình. Chép phạt xong 1.000 bản, Vô Tiện mạnh dạn vẽ chân dung Vong Cơ rồi đem nó tặng cho anh, còn không quên chọc anh dồn hết máu lên não rồi bị đuổi thẳng cẳng ra ngoài. Hôm đó, Lam Hoán cùng Vong Cơ chuẩn bị xuống núi diệt thủy quỷ thì Vô Tiện, Giang Trừng cùng hai chị em họ Ôn xin được đi theo. Nghe người dân nói thứ thủy quỷ trong hồ đã làm hại rất nhiều ngư dân, đều là đắm tàu rồi mất luôn cả xác. Vô Tiện cũng không quên làm thân với Vong Cơ mà vẫn bị bơ như thường. Mọi người lên thuyền ra giữa hồ điều tra, trên hồ sương khói mờ nhân ảnh, lâu lâu đám quái ngoi lên chọc họ một cái rồi lại lặn mất hút. Càng ra giữa hồ,
Sương mù xuất hiện càng nhiều, Giang Trừng cũng vì thế mà bị đớp một cái, Ôn Tình vội sang thuyền bôi thuốc giúp anh. Thuyền của đôi chim non nhà ta cũng bị tấn công, hai cậu trai nhẹ nhàng bật chế độ bay lên rồi chuyển sang thuyền bên cạnh. Nước trong hồ chuyển hết sang màu đen, đám quái tập trung lại một chỗ tạo thành vòng xoáy nước siêu to. Thấy Ôn Ninh bị kẹt vô tiện liền tới giúp nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh giật mình, cùng may có thêm vong cơ nên cả hai tạm thời an toàn, còn đám quái cùng xoáy nước bị Lam Hoán xử lý bằng cây sáo thần sầu của mình. Mọi người quay về nhà trọ, Ôn Ninh hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh, vô tiện nhìn thôi là biết cậu ta đang mắc bệnh gì đó mà Ôn Tình không muốn nói nên anh cũng chỉ để lại túi bình an rồi phòng ai nấy về. Tới khuya, hội các chiến thần đem mồi ra nhậu làm vài ly, đúng lúc vong cơ đi vào, vô tiện gạ anh làm vài ly mà anh nói éo nhé bạn nhỏ. Vong cơ thét một tiếng thôi là hai đứa đằng sau cắp mông bay màu. Vô tiện lỡ tay dán một tấm bùa nghe lời lên phía sau vong cơ, có lá bùa cái là vô tiện nói câu nào anh nghe răm rắp câu đó. Ai mà biết được mới nốc một ly, vong cơ đã gục ngay tại chỗ, rủ dê làm gì để rồi tối mất tong cái giường. Nhưng mà được cái Lam công tử cao cao tại thượng say vào đáng yêu lắm nhé. Vô tiện thấy dây cài đầu bị lệch định chỉnh cho thì anh ngồi bật dậy tự làm. Mồm còn nói thứ quan trọng chỉ có vợ con mới được động vào. Dựa vào lời ra, lần đầu tiên hai thanh niên ngồi nghiêm túc tâm sự về cuộc đời, rồi làm một giấc đến sáng. Mải ngủ nên hai đứa bị bắt tội uống rượu, vong cơ và vô tiện bị nặng nhất phạt roi dài 1 mét bản to, quả này chỉ có mông nở hoa. Lam Hoán thấy tội quá nên chỉ cho vô tiện, chỗ trị thương hiệu quả ở khe suối nước lạnh sau núi. Thanh niên hí hửng tới đó thì bắt gặp vong cơ đang ngâm mình. Thằng nhỏ dứt khoát bỏ giày nhảy tõm xuống hồ, nước nó cứ phải gọi là buốt giá con tim đến họa mi cũng phải ngừng hót. Là một con người hướng nội, vong cơ tránh vô tiện như tránh tà cóc thèm quan tâm vô tiện nói, đang làm thân vui vẻ thì dưới nước có thứ gì đó, kéo cả hai xuống một cái hang tối thui lạ hoắc. Bên trong ma mị đến đáng sợ, còn có một cây đàn trắng như ngọc trinh, cứ nhắm thẳng vào vô tiện mà phang vì cậu là người ngoài Lam thị. Xung quanh còn có bầy thỏ đeo mặt ngạch nên chúng không bị tấn công, vong cơ lại gần vô tiện dùng mặt ngạch của anh quấn lấy tay hai đứa. Đúng là cách này có hiệu quả, vô tiện lại gần cây đàn mà không bị nửng nữa, vong cơ ngồi xuống sờ mó vài đường. Lâm thị có một bí truyền giúp nói chuyện với người đã khuất. Ảo ma Canada, Lam Dực, người đàn bà quyền lực, cũng là nữ gia chủ duy nhất của Lam thị xuất hiện trước mặt hai anh bạn trẻ. Bà đem ra một mảnh âm thiết bắt đầu chương trình bà kể cháu nghe. Hơn 100 năm trước, âm thiết còn là một mảnh nguyên vẹn. Pháp sư bậc nhất Tiết Trùng Hợi đã dùng miếng thiết này hấp thụ oán khí, lấy người sống làm vật tế. Ông ta có một con pet là yêu thú hàng cổ đi tạo nghiệp khắp nơi, thế nên các phái trên giang hồ mới quýnh hội đồng ông ta. Còn âm thiết vì không thể độ hóa được nên bị đập thành các mảnh nhỏ, đặt ở 4 nơi có linh mạch dồi dào và quyết định không nhắc đến nó nữa. Nhưng cho tới khi bà lên làm chủ, lại thêm việc nhắc tới âm thiết nên đã tự mình tìm kiếm chỗ giấu một mảnh, cũng chính là ở dưới động này. Lúc đó bà tuổi trẻ chưa trải sự đời, không nghe lời tán nhân, là sư tổ của vô tiện khuyên tự ý tới cấm địa, gây ra sóng gió cuộc đời, sai lầm tuổi đôi mươi. Không chỉ không độ được nó mà còn bị đả thương, cũng may bà kịp phong ấn lại âm thiết nhưng cũng không thể rời khỏi hang được nữa. Nếu như không nhầm, thì là vì những mảnh khác đã xuất hiện nên mảnh trong hang cũng bị lay động. Cách duy nhất để âm thiết không làm hại đời là đem tất cả các mảnh về trấn áp dưới đầm băng. Chỉ là Lam Dực đã đến giờ đi đầu thai, không thể tự tay sửa lại lỗi mà mình gây ra nên giao lại vụ trấn áp âm thiết cho đôi bạn trẻ rồi bay màu. Bên ngoài không thấy hai cậu trai nên đi tìm khắp nơi, Ôn Tình tranh thủ hỗn loạn chạy đi tìm âm thiết nhưng lại bị Giang Trừng gọi với lại. Đúng lúc hai thanh niên bị đẩy ra khỏi hang, nghe họ nói mới biết ngoài này đã trải qua một ngày một đêm. Vô tiện nói bừa mình bị nước cuốn đi, bơi hoài bơi mãi mới chui ra được đây. Hai thanh niên đem miếng âm thiết về cho sư thúc, để Lam Hoán thử thuần hóa nó bỏ túi cất đi. Bỗng có con chim đen thùi lùi của tên Ôn Nhược Hành hống hách bay ngang qua, mọi người đoán hắn ta đã có một mẩu âm thiết, việc giấu mảnh này phải bàn tính lâu dài. Tới tối, mọi người cùng nhau thả đèn cầu phúc, đám nha hoàn trêu mối đính ước giữa Kim Tử Hiên và Yếm Ly, mà thanh niên họ Kim bỏ ngang làm đằng gái ngại ngùng. Vô tiện không nhịn được đuổi theo anh ta nói cho ra Ngô gia khoai phang nhau đổ máu. Yếm Ly vội vàng chạy xuống can hai người lại, cô chết trong lòng nhiều chút rồi kéo thằng đệ về nhà. Vì tội dám hổ báo trong trường nên vô tiện bị phạt quỳ ngoài sân sám hối, nhưng mà thanh niên này vẫn còn vui vẻ chán, chơi đủ thử. Không những thế, phụ huynh hai bên cũng bị gọi lên làm việc vì một phần có liên quan đến chuyện tình yêu đôi lứa. Lão Giang ngỏ ý không nên ép tụi nhỏ, lão Kim cũng đồng ý hủy hôn. Vô tiện biết tin vội vàng chạy tới an ủi sư tỷ. Thời gian học cũng đã hết nên ba chị em thay mặt cả nhóm tới chào ông giáo và Lam tôn chủ rồi theo lão Giang chuẩn bị về nhà. Nghi ngờ vong cơ nhận nhiệm vụ đi tìm âm thiết một mình mà không nói, vô tiện cũng ham hồ bám theo. Nếu vong cơ lạnh lùng ít nói suốt cả đường đi thì thanh niên nhà ta lại đứng làm đủ trò tấu hài. Hoài Tăng đứng từ xa chỉ cần nghe thấy tiếng cười đã biết là vô tiện xuống phố giải ngố nên nổi hứng đi theo. Không chỉ có thế, con chim đen thùi lùi của tên Ôn Triều liên tục theo dõi đội nhà với mục đích cao cả, cướp miếng âm thiết trên người vong cơ.
hắn ta đã nhanh chân hơn lấy được một miếng của thì hoa, vì thế mà tới miếu hoang có tượng nữ thần tác động một chút chờ đội nhà đi qua sẽ có kịch, hay để xem. Ở một diễn biến khác, Giang Trừng sợ Vô Tiện gặp chuyện nên xuống núi tìm cậu ta, tình cờ gặp được Ôn Tình, nhờ có cô lén báo tin, anh mới biết được nơi mình cần đến để giải cứu thằng đệ. Trong lúc đó, bộ ba chiến thần vẫn hồn nhiên như cây cỏ lên núi Đại Phạn, theo sự chỉ dẫn của một bà lão tới miếu tượng đá thiên nữ. Ở đó có một ông lão trông coi, nghe ông ta kể, bức tượng này là linh vật trời ban có hình thiên nữ được mọi người cung phụng. Nhưng không hiểu vì sao mấy năm gần đây bắt đầu quậy phá, hút linh khí của người sống, dần dần khu này ngày càng đổ nát hoang tàn. Nói rồi ông ta cho mấy đứa ở lại đây qua đêm rồi rời đi, bà lão ban nãy còn cho họ bó củi, tới khuya ai nấy đều đang ngáy khò khò, thì đột nhiên bức tượng đá nham nhở cười bắt đầu cử động tấn công bọn trẻ. Vô Tiện nổ sở kêu sợi tơ thần công túm tay bà ta lại nhưng không ăn thua, bức tượng đá vẫn nhằm vào vong cơ mà triển. Hai đứa xong bùa hợp bích chấn bà ta lại ngốn hết biết bao là sức bà ta, mới quay về chỗ cũ yên phận làm tượng đá. Chưa hết người dân trong làng như bị ma làm kéo nhau tới, tất cả họ đều đã bị biến thành con rối liên tục tập cửa. May Vô Tiện có chút nghề dùng bùa chặn cửa lại nhưng không xi nhê, con chim đen bay qua, sức nặng càng tăng lên khiến cánh cửa bị mở ra. Vô Tiện dặn công tạo thành tấm lưới, đang định làm liều xông lên, thì một tiếng sáo vang lên khiến đám đông quay xe đi hết ra ngoài. Tiếng sáo đó là do Ôn Tình thổi, bên ngoài đã được xử lý còn bên trong có Giang Trừng lo, mấy đứa vội chạy ra xem cái tình hình như thế nào. Bất đắc dĩ Ôn Tình, chỉ có thể nói ra đây là kế hoạch của Ôn Triều dùng âm thiết khống chế người dân. Nếu muốn giải thì phải hạ được con chim đen. Vô Tiện làm cái lồng bảo vệ mọi người trước rồi cùng vong cơ đuổi theo con chim vào sâu trong rừng. Khói từ đâu phả ra dày kín bưng, tiếng chim thì kêu man rợn rợn cả tóc gáy, lâu lâu sẽ lòi ra một sợi dây xích phang hai đứa sắp mặt. Vô Tiện bị một sợi túm lấy cái chân trói vào hốc cây, thanh niên này số giả vờ ngất lịm đi dụ con chim nhào về phía mình. Đúng kiểu con này có cánh nhưng não phẳng thế mà cũng bị lừa, Vô Tiện nhanh tay chộp lấy rồi không một động tác thừa thẳng tay bẻ cổ nó. Lúc quay về đã không thấy Giang Trừng và mọi người đâu. Cứ tưởng họ gặp nguy, hóa ra là cùng Ôn Tình tới mộ tổ tiên Ôn gia dập đầu xin lỗi cô. Đây là quê của Ôn Tình, cô khuyên mọi người nên rời làng, đừng bao giờ trở lại đây nữa. Còn tượng thiên nữ vì sao đột nhiên lại hút linh khí thì cô cũng không rõ. Đôi bạn trẻ nhà ta biết thừa là Ôn Tình có thứ che giấu nên lúc ở riêng với cô đã lân la thăm dò. Vô Tiện cho rằng một mảnh âm thiết được giấu ở trong tim tượng thiên nữ, vì có người đã lấy đi mảnh đó nên bức tượng mới bắt đầu hấp thụ linh khí từ người sống, còn người lấy không ai khác chính là Ôn Nhược Hàn. Bị nói trúng tim đen, Ôn Tình chỉ có thể ngầm thể hiện là nó đúng, nhưng cô không thể tiết lộ mảnh cuối cùng ở đâu, vì đệ đệ cô còn nằm trong tay lão Ôn. Nói rồi ai về nhà nấy, giải tán đám đông, đằng nữ đi một đường đằng trai về một nẻo, Vô Tiện kéo hội anh em vào tử lâu, nóc cồn chỉ là phụ, moi thông tin mới là chính. Theo lời tiểu nhị, gần đây ở Thường Thị có hiện tượng lạ, người sống trong đó đột nhiên mất tích nhưng khi đêm về lại có tiếng đập cửa kêu gào. Nghe tới đây, miếng âm thiết trên người vong cơ dãy đành đạch. Trong đầu anh hiện ra toàn là thây ma. Không chần chừ gì thêm, mọi người thẳng tiến tới chỗ Thường Thị. Trời bắt đầu tối, Hoài Tăng nhát cú nên xin rút. Quả nhiên cánh cửa vừa mở ra đã thấy hai cái xác sống treo lơ lửng, bên trong toàn là người chết, máu me đầy mình. Miếng âm tiết rung lên hướng về phía sau. Hè sờ lô hè sờ Lily, chào anh em Tiết Dương ngồi đây từ chiều. Hiểu Tinh Trần cũng tới vì anh ta đã theo dõi Tiết Dương kể từ lúc hắn rời núi. Hai bên định chiến một trận tơi bởi khói lửa thì Tiết Dương bỏ trốn, nhưng lại bị Vô Tiện kéo về, Tinh Trần rút kiếm nhào tới giao lưu chiêu thức. Bên trắng bên đen không bên nào chịu thua bên nào, Vô Tiện thì đứng ngoài lâu lâu giật dây góp vui. Cảm thấy không chơi lại bọn họ Tiết Dương, nhà khói nhưng vẫn đứng trước mũi kiếm vì anh chàng tên Tống Lam xuất hiện. Họ treo cẳng Tiết Dương lại rồi lục soát một vòng, nhưng không tìm thấy âm tiết trên người hắn ta. Tìm tới tìm lui cũng chẳng thấy đâu, Hoài Tăng cùng Mạnh Giao đến đón mọi người. Hiểu Tinh Trần và Tống Lam không hứng thú với chuyện giữa các thế gia nên đi trước, còn Tiết Dương theo mọi người đưa về Nhiếp gia cho Xích Phong Tôn xử lý. Tối hôm đó, vong cơ theo lời của tôn chủ mang miếng âm thiết quay về Lam Thị, còn Vô Tiện thì say men ngủ không biết trời đất gì trên nóc nhà. Ấy thế mà sáng hôm sau, người của Ôn Thị đã xếp hàng đầy trước cửa đòi người, nói nhiều mất giá trị, hai bên trực tiếp lao vào nhau tình thương mến thương từ ngoài cổng tới tận trong nhà. Cả Mạnh Giao lẫn Xích Phong Tôn đều bị đâm lòi ruột, Ôn Triều vênh váo cảnh cáo. Nếu Nhiếp thị còn dám về phe Lam thị sẽ gặp đâu diệt đó. Giang Trừng cùng Vô Tiện quay về Vân Mộng, tự thân vận động quỳ giữa nhà chờ phạt vì tội dám tự ý lẻn ra ngoài mà không xin phép. Lão Giang bất lực lắm nhưng đã quá quen với việc Vô Tiện láo lỉnh nên chẳng buồn phạt nữa, đấy là anh bố thôi chứ còn nóc nhà vẫn còn hơi giận. Chị mẹ báo cho đám nhỏ tin buồn, sắp tới Giang Trừng sẽ lại phải tới Ôn thị một chuyến để nghe giảng, tất cả các thế gia đều phải cử hai người tới đó, đương nhiên bà phu nhân không thích chuyện này chút nào. Phía bên kia, vong cơ cấp tốc quay về nhà, trên đường gặp không ít bẫy lại còn bị tên Ôn Triều chặn đường. Chơi với hắn chỉ thêm bẩn kiếm nên vong cơ bấm nút té,
Lúc này Lam Thị đã bị Ôn Thị bao vây, tông chủ trọng thương chưa khỏi. Ông ra lệnh cho Lam Hoán đem theo tàng thư rời khỏi đây, còn mình ở lại giữ chân Ôn Húc. Vì bảo vệ mọi người, ông bị tên họ Ôn choảng cho hộc máu. May là Vong Cơ kịp về tới dạy dỗ binh đoàn áo đỏ cho biết mùi. Một nửa kịp chạy vào trong hang, phần còn lại chậm hơn nên bị túm. Một thanh niên bị dọa cho rụt hết gan khai sạch cách vào hang. Để bảo vệ huynh đệ, Vong Cơ cầm theo em Thiết ra ngoài, lấy thân mình đổi lấy sự an toàn cho mọi người, theo Ôn Húc về Ôn Thị. Tới ngày nhập học, tất cả các đệ tử đại diện cho thế gia đổ dồn về đây. Vô Tiện nhìn tới nhìn lui không thấy Vong Cơ đâu nên có chút lo lắng. Một lát sau mới thấy Vong Cơ bị đưa ra, tên Ôn Triều hống hách yêu cầu tất cả không được đem theo vũ khí, đều phải tịch thu. Ai nấy nghe xong cay lắm, nhìn cái mặt của hắn chỉ muốn táng cho một phát, nhưng không thể cãi lại nên đều phải giao kiếm ra. Ôn Triều đưa đến, cho mỗi phòng một cuốn sách lịch sử ghi lại tất tần tật những thứ liên quan, đến Ôn Thị bắt tất cả phải học thuộc. Về tới phòng, Vô Tiện thấy cũng tò mò nên lôi ra đọc, định chạy ra ngoài tìm Vong Cơ mà đám trước cửa nhất quyết không cho đi đâu. Nói nhốt là nhốt, còn tới lúc đi trả bài thì lại lôi cả đám ra đứng đầy sân. Vọng Cơ nhất quyết không đọc nên Vô Tiện nổi máu nhây mạnh dạn xung phong. Thanh niên cũng là đọc nội quy đấy nhưng là ghẹo gan Ôn Triều, báo hại cả Vong Cơ và Kim Tử Hiên phải chịu phạt gánh phân tưới rau cùng mình. Vô Tiện định tranh thủ hỏi thăm Vong Cơ một chút mà bị cái tên Ôn Triều cầm roi ra quật. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu, Vô Tiện khịa hắn vài câu mà bị phang cho như con ghẻ. Hắn ta chảnh đóc dắt Vô Tiện về nhốt vào địa lao. Lúc đầu Tiện ca ca nhà ta vẫn thản nhiên đi nhà đá như đi chơi, cho đến khi nhìn thấy anh cầu bự trà bá bên trong thì tiếng anh văng rừng núi sao không ai trả lời. Cuộc đời Vô Tiện sợ nhất là cờ hó, mà con này còn là hàng khủng, nhìn bộ hàm là biết chụp củ độ sắc lẹm. Cứ nghĩ kiếp này coi như bỏ, may quá đó chỉ là giấc mơ. Ôn Ninh lén tới giúp anh, nhìn Vô Tiện thương tích đầy mình, không có vaccine ngừa dại nên cậu đưa thuốc chống lên cơn cho anh uống tạm. Nghe Ôn Ninh kể mới biết cả Lam Thị đã bị biến thành đống hoang tàn. Không những thế, lúc Vong Cơ bị đưa tới đây còn bị đánh gãy một chân. Sau một đêm bị nhốt trong địa lao, Vô Tiện mới được thả ra ngoài, người nát như tương rồi nhưng miệng vẫn cười tươi. Mỗi lần Ôn Triều tới là cái mõm của hắn sẽ gieo rắc khẩu nghiệp khắp nơi, không ngừng nói ra những lời hay ý đẹp khiến mọi người đứng dưới chỉ muốn dập cho hắn một trận. Giang Trừng và Vô Tiện tức lắm nhưng phải nhịn, nuốt cục tức ngược vào trong bụng, không được manh động. Hết cho đọc sách, Ôn Triều lại dẫn cả lớp đi săn ma trên núi. Chân Vong Cơ đã bị thương thì chớ còn phải quốc bộ nên ảnh hưởng không ít. Thấy thế, Vô Tiện liền chạy tới ngỏ ý để mình cõng anh. Tem phản diện Ôn Thị đã lộ rõ tính độc ác của mình, khiến cho Lam Thị trở thành mớ hoang tàn, Vong Cơ thì phải nhịn nhục bị bắt. Quả thực sức chịu đựng của anh tôi cứ phải gọi là kỷ lục. Junet nợ anh một giải thưởng. Hãy cùng theo dõi tập phim hôm nay để xem diễn biến tiếp theo của series Trời ơi đất hỡi Trần Tình Lệnh nhé. Mặc dù cái chân có nguy cơ bị thọt nhưng Vong Cơ vẫn từ chối để Vô Tiện cõng. Cái tính tình này đúng là ngang ngược, đúng chuẩn anh chồng quốc dân. Vô Tiện chỉ có thể gửi tín hiệu SOS tới Ôn Tình, nhờ cô bày kế giúp Vong Cơ có chút thời gian nghỉ ngơi. Ấy thế mà ngồi còn chưa ấm mông, nước uống còn chưa tọt tới dạ dày tên Ôn Triều, lại thét ra lửa bắt mọi người tiếp tục tìm cửa động yêu quái. Vô Tiện tung chút kỹ năng, cửa hang đã tự xuất hiện sau làn khói, cả đám dắt tay nhau đi vào bên trong. Ôn Triều đúng chuẩn chảnh đóc ngông cuồng số 2 không ai chủ nhật, chỉ vì muốn giành công diệt quái thú mà đẩy luôn Vô Tiện xuống vực đen thùi lùi thám thính tình hình. Sau đó tất cả mọi người trong tem cũng xuống dưới thay vì đứng bên trên hít chung bầu không khí với tên họ Ôn. Đã ghét thì chớ, binh đoàn áo đỏ vẫn cố mà tụt xuống theo. Ôn Triều còn nghe theo con tiểu hồ ly bên cạnh lấy miêu miêu làm mồi nhử quái thú. Nam tử hán gì mà bị gái nói vài câu là cặp đuôi nghe theo. Kim Tử Hiên nhất quyết không chịu để nha hoàn của mình lên thớt nên cãi lại. Ôn Triều tức quá cho anh em lên xanh chín một trận, hai bên lao vào trao đổi vài đường quyền cơ bản. Tuy là bị lấy hết vũ khí nhưng tem chính diện vẫn cứ là chơi khô máu. Vô Tiện không chịu được tính cậy nhà mình bắt nạt những người khác nên khuyên nhẹ Ôn Triều về đọc lại sách đạo đức lớp 1. Anh chồng nhà mình nói câu nào là thấm câu đó, khiến Ôn Triều mặt đỏ như cái bánh dày gấc cầm kiếm nhào lên. Vô Tiện chỉ chờ khúc này, túm cổ hắn làm con tin yêu cầu tất cả dừng phang nhau lại. Lý trí thì có đấy, nhưng mà kiếm kề cổ thì vẫn phải run nghe theo Vô Tiện răm rắp. Hòn đá giữa hồ chỗ hai người đứng bỗng dưng nhúc nha nhúc nhích. Ơ, động đất à? Không phải, đấy là quái vật đang đi lên. Nguyên một con rắn lai rùa siêu to khổng lồ ló cái đầu lên. Trông nó bự con thế thôi nhưng mắt bị cận nên nhìn không rõ. Đã bảo tất cả im lặng nó sẽ không tấn công, mà cái tên Ôn Triều nhát như thỏ đế bị dọa cho khóc thét đòi nhảy vào bờ cho bằng được. Con quái điên cuồng cạp đầu mọi người, trong khi lần lượt từng người lên nổ sở cứu giúp nhau chơi con quái, thì con mẹ áo đỏ lại bắt miêu miêu lại định làm bỏng cô. Cũng may có Vô Tiện xông ra cứu, vì thế mà anh dính đòn, Ôn Triều đỡ lấy người đẹp của hắn rồi cho quân rút. Hắn còn cắt đứt hết dây thừng hại những người ở dưới không có đường lên. Không những thế, hắn còn sợ mình chưa đủ nghiệp nên cho người lấy đá chặn miệng hang lại, rồi phủi đít rời đi. Hội anh em ở trong hang bắt đầu trầm cảm, miêu miêu cảm thấy có lỗi khóc bù lu bù loa, có mỗi Vô Tiện là giữ được tinh thần hồn nhiên vui vẻ trẻ khỏe dỗ dành cô. Vong Cơ kêu mọi người quay lại cái đầm,
ở đó chắc chắn có đường ra, mỗi tội còn con quái nên phải tịnh tâm nghĩ cách. Vô Tiện dùng ngọn lửa dụ sự chú ý của nó ra chỗ khác để giang chừng, lặn xuống dưới khảo sát địa hình. Đúng là dưới nước có một cái động đủ 6 người chui qua, Vô Tiện dặn mọi người lần lượt theo giang chừng, không nên giành nhau vì ai cũng có lượt. Nói rồi anh vận hết công lực tạo lửa giữ chân con quái để mọi người đi trước, Vong Cơ thấy thế qua giúp một tay, Su Cà Na bị con quái đớp cho rách cả chân. Giang Trừng một mực quay lại cứu Vô Tiện làm Tử Hiên kéo mãi mới lôi được anh đi, bác quái sôi máu nhấc cả cái mình to con lên bờ. Đôi bạn trẻ chui qua cái lỗ chở con quái bỏ đi, rồi mới giúp nhau xử lý vết thương, chân Vong Cơ đã thọt sẵn thì chớ còn bị cào cho mấy đường ứa máu. Vô Tiện chạy đi lấy mấy nhánh cây nhỏ giật luôn mặt ngạch trên đầu anh băng bó lại. May là lần trước Vô Tiện còn để dành gói thuốc mà Ôn Ninh đưa mình, nhưng ban nãy chơi quái hăng quá rơi đâu mất một nửa. Vô Tiện dùng vô xỉ kế chọc Vong Cơ đẩy hết máu tụ ra ngoài, nhóm một đống lửa rồi rắc thuốc cho anh. Hai con người xấu số nhất hệ mặt trời ngồi bên đống lửa tâm sự tuổi đời. Vong Cơ lúc này ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa vì chuyện Lam Thị bị đốt sạch, thúc phụ anh trọng thương, còn Lam Hoán thì mất tích. Vô Tiện nghe mà sốc ngang. Vong Cơ mệt quá ngủ thiếp đi, người đẹp trai nên lúc ngủ cũng thấy ngầu. Đánh một giấc tỉnh dậy có thêm tinh thần. Đôi bạn trẻ dắt nhau ra ngoài nhặt mấy cái mũi tên lên kế hoạch tác chiến chơi quái. Vô Tiện lên đồ chui vào trong mai rùa dụ rắn, bên trong có mùi gì đó thum thủm mà mắm tôm cứ phải gọi bằng cụ. Đi sâu vào bên trong còn có vài cái xác nhơm nhớp, Vô Tiện nhặt được một cây kiếm chứa đầy oán khí, chưa kịp làm gì thì cái đầu rắn nhào đến, Vô Tiện dụ nó ra để Vong Cơ ở ngoài chặn đầu. Hai người song kiếm hợp bích chơi một ván, lăn lê bò toài hồi lâu dặn hết 1000% công lực giữ nó lại. Vô Tiện bị oán khí trong cây kiếm nhập vào người, đôi mắt đỏ ngầu một nụ cười luôn hé, khói đen bay khắp thân. Vong Cơ dùng dây thắt chặt hơn bóp chết con quái, Vô Tiện bất tỉnh nhân sự rơi tõm xuống nước, Vong Cơ vội chạy xuống nhấc cổ anh lên bờ. Thấy Vô Tiện lên cơn sốt giật đùng đùng, anh vội chuyển nội công trị thương, lần đầu tiên trong cuộc đời Vong Cơ chịu mở mồm ra hát cho người khác nghe theo yêu cầu của Vô Tiện. Bằng một cách thần kỳ, lúc Vô Tiện tỉnh lại đã thấy mình được Tử Hiên cứu ra ngoài sau 7 ngày hôn mê như con chết trôi. Vong Cơ đã quay về Lam Thị, nghe mọi người nói mới biết mấy hôm nay Ôn Thị đang ủ âm mưu gì đó, nên mấy đứa quyết định ai về nhà nấy báo lại cho cha chuẩn bị kế hoạch đối phó với Ôn Thị. Vô Tiện vừa về đến nhà là lăn đùng ra bất tỉnh cả ngày trời, đến chiều mới tỉnh. Mọi người ai nấy đều lo lắng, có mỗi bà phu nhân vẫn không ưa gì cậu. Từ lúc Vô Tiện được lão Giang nhận nuôi, bà ta vẫn luôn sù lông không coi Vô Tiện là con nuôi, không mắng thì chửi, không chửi thì cũng càu nhàu. Mấy lời bà ta thốt ra mồm làm tình cảm anh em giữa Giang Trừng và Vô Tiện cũng bị lung lay, làm Vô Tiện phải đuổi theo dỗ ngọt mãi. Sáng hôm sau, lão Giang ra ngoài có chút việc, chuyện ở nhà giao cho hai cậu nhóc lo liệu, chị mẹ còn giận chồng lắm nhưng vẫn ra tiễn một chút. Hôm đó, Vô Tiện cho mấy huynh đệ ra thả diều bắn tên như thường ngày, thì con mụ Phương Ninh Kiều của Ôn Thị bắt mất lục sư đệ đi. Mọi người quay về báo tin, mồm vừa dứt lời thì cô ta kéo cả đàn người đến, nhìn cái mặt căng căng chỉ muốn táng cho một phát. Cũng chẳng biết cái nết con mụ để ở đâu mà tự nhiên như ruồi vào nhà người ta chê lên chê xuống, còn ngang nhiên ngồi lên ghế tông chủ. Có điều chị phu nhân cũng không phải dạng vừa, bà sẵn lòng xù lông cãi nhau với Ninh Kiều một trận ra trò. Cô ta lôi con diều ra ăn vạ tại vì nó có màu vàng giống với biểu tượng nhà cô ta. Vô Tiện đứng nghe ngứa tai quá nên khịa vài câu. Nói tới nói lui thì Ninh Kiều vẫn là nhắm vào Vô Tiện, ép chị phu nhân phải phạt anh. Chị phu nhân đã vốn ghét Vô Tiện nên được dịp phang anh một trận ra trò hộc máu nằm bẹp dí dưới sàn. Giang Trừng xuống gối xin bà tha cho Vô Tiện liền bị kéo đi, được voi đòi tiên con mụ Ninh Kiều kích đểu chị phu nhân phải chặt cái tay phải nữa thì mới chịu. Chưa hết, phía bên Ôn Thị còn muốn một phòng giám sát ở từng thế gia, nên cô ta sẽ ở lại giám sát Vân Mộng. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, chị phu nhân táng con mụ ngã sấp mặt, dứt khoát rút roi quật đám còn lại nằm lăn lê bò toài. Chưa hết, chị khuyến mại thêm cho Ninh Kiều đôi ba quả tát đính kèm một bài giảng đạo đức xem mà đã cái con mắt. Binh đoàn áo đỏ tất cả đều bị cắt tiết, Ninh Kiều bây giờ mới bắt đầu hốt hoảng phát tín hiệu SOS, Ôn Trục Lưu lao tới như một vị thần tới cứu cô ta. Hai người có màn giao lưu căng như cột điện cao thế, Ninh Kiều nhân cơ hội bấm nút té bị Giang Trừng ngăn lại. Thấy chị mẹ sắp sửa lên thớt, Giang Trừng quay lại giúp bà bị Ôn Trục Lưu đả thương, Ninh Kiều phát tín hiệu gọi người tới giúp. Chị phu nhân nhanh như chớp chụp lấy hai thằng nhỏ bật chế độ bay lên thuyền, bà truyền chiêu tử điện cho Giang Trừng. Biết trận này không thể không đánh, bà trói hai đứa vào với nhau, dứt khoát đẩy thuyền đi, còn bà ở lại xanh chín một trận. Giang Trừng giãy đành đạch nhưng sợi dây không hề nới lỏng ra, vừa hay lão Giang cùng Yếm Ly về tới, hai thuyền gặp nhau giữa hồ. Lão Giang ông không muốn đám nhỏ gặp nguy hiểm, nên lại dùng chiêu cũ trói ba đứa lại với nhau, dặn mấy đứa tới trốn chỗ tổ mẫu, nói rồi ông quay về Vân Mộng cứu vợ. Bằng một cách thần kỳ, tử điện nới lỏng đeo lên tay Giang Trừng, đám nhỏ dỡ ván làm tay lái trèo quay xe về nhà. Mãi tới tận tối, hai thanh niên mới về tới, cảnh tượng bên trong khiến họ không nói nên lời. Tất cả mọi người đều bị hạ dưới tay Ôn Thị, già trẻ gái trai,
từ bé đến lớn, máu đỏ đầy sàn. Vợ chồng lão Giang cũng không thoát kiếp, mồm con mụ Ninh Kiều vẫn không ngừng khổng nghiệp ngồi trong lòng Ôn Triều. Hai huynh đệ không chịu được cú sốc đầu đời, chân tay bủn rủn chạy một mạch ra bìa rừng, khóc to một trận rồi nhất quyết quay về. Vô Tiện Giữ Anh lại liền bị Giang Trừng đẻ ra đất mắng vì anh gây tội với Ôn Triều, nên Vân Mộng Giang thị mới thành ra như thế. Hai thằng cứ ngồi như thế cho tới sáng, Giang Trừng vẫn còn giận lắm, hai người quay về chỗ Yếm Ly. Nhìn mặt hai đứa, cô ngầm hiểu phần nào, ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, trong một đêm mất hết cha mẹ cùng các huynh đệ đồng môn. Ở lại lâu cũng không an toàn nên họ rời khỏi đó trước, thả trôi theo dòng đời đưa đẩy trong cơn mưa tầm nhà bà tã, ở tạm trong một nhà trọ dưới phố. Yếm Ly lên cơn sốt nên Vô Tiện đi mua thuốc, không ngờ bắt gặp binh đoàn áo đỏ đang săn lùng mình khắp nơi. Khúc ngàn cân treo sợi lông, chân may sao trời thương nên thoát, anh vội quay về nhưng không thấy Giang Trừng đâu nữa. Sợ cậu ấy một mình về nhà, anh để Yếm Ly ở lại trốn trong nhà trọ còn mình quay về nhà tìm. Vô tình chộp được Ôn Ninh, nghe cậu ta nói Giang Trừng vừa bị Ôn Triều bắt đi, tuy là người của Ôn thị nhưng hai chị em Ôn Ninh vẫn được coi là người tốt. Cậu hứa với Vô Tiện để mình giúp cứu người, thế là cậu lén bỏ chút thuốc vào trong rượu của đám người trong sảnh đang mở tiệc nhậu. Vô Tiện ra bến ngồi chờ, anh cứ sợ mình bị Ôn Ninh lừa. Hú hồn con chồn, may quá Giang Trừng đã được cứu ra, thương tích đầy mình. Ôn Ninh đưa hai người về đón Yếm Ly rồi tới nơi Ôn Tình ở. Vấn đề ở chỗ đây cũng là trại giám sát mà Ôn thị chiếm được, nhưng hiện tại họ không có chỗ để đi nên đánh liều trốn tạm trước. Ôn Tình bắt mạch khám cho Giang Trừng. Chuyến này linh lực của Giang Trừng bị đả thương mạnh, kim đan bị hủy không thể kết lại được, nói dễ hiểu là mất hết võ công. Giang Trừng hôn mê hết một đêm mới tỉnh. Hết cú sốc này tới cú sốc khác khiến cậu bị kích động giật đùng đùng, mất hết niềm tin vào cuộc sống. Vừa nhìn thấy màu áo đỏ của Ôn Tình đã đuổi cô ra khỏi phòng, Vô Tiện tới tìm Ôn Tình, mượn tất cả sách y thuật ở chỗ của cô học ngày học đêm, học quên cả ăn cả ngủ, quên cả vết thương lẫn đám râu đang mọc trên mõm mình mấy nay chưa cạo. Ôn Tình thấy thế đem đồ ăn tới rồi khuyên cậu qua gặp Yếm Ly. Hai chị em nhìn nhau khóc thét, Yếm Ly nước mắt nước mũi cứ chảy ra tự an ủi phải cố lên, nhưng cũng không nên cố quá kẻo lại quá cố. Những ngày sau đó, hôm nào Vô Tiện cũng tới phòng sách học thêm y thuật với niềm tin hy vọng sẽ chữa khỏi cho Giang Trừng, báo thù cho gia tộc. Cuối cùng anh cũng tìm ra cách, nhưng Ôn Tình không đồng ý với cách đó vì cơ hội thành công chỉ có một nửa. Với lại nếu thành công, tính mạng của Vô Tiện cũng sẽ gặp nguy, nhờ có Ôn Ninh nói giúp, cô mới đánh liều thử một lần. Chiều hôm ấy, Vô Tiện ra ngoài đi săn, vô tình trông thấy Tống Lam nằm bất tỉnh nhân sự ngoài đồng, hai mắt ứa máu nên đã mang anh về. Hóa ra môn phái nhà anh bị Tiết Dương biến thành đống đổ nát, mắt của anh cũng là bị hắn ta làm cho bị thương. Tống Lam được Hiểu Tinh Trần đưa tới đây tìm tán nhân trị thương, còn chuyện sau đấy anh cũng không biết. Vô Tiện đem cơm tới cho Giang Trừng, luôn tiện nói cho anh nghe về sư tổ Tán Sơn, có thể biến người sắp chết thành người sống của mình, nhưng anh không nói sự thật về cách mình sẽ dùng để cứu Giang Trừng. Mấy ngày trời bệnh nhân nhà ta không ăn không uống vì tụt tâm trạng, nghe tới có cách cứu mình mà ngoan ngoãn ngồi hóc cơm. Vô Tiện cũng không muốn để Yếm Ly biết cách mình dùng nên đã xin Ôn Tình một chút bột an thần lừa sư tỷ bỏ vào lư hương để cô có thể ngủ một giấc. Sau đó anh nhờ Tống Lam đưa cô tới chỗ Kim Tử Hiên trước, biết là sẽ bị giận, nhưng làm như thế sẽ không phải buồn nếu lỡ mình xảy ra chuyện gì. Xe ngựa rời đi trong đêm, Vô Tiện và Giang Trừng cũng bắt đầu hành trình lên núi tìm ngay sau đó. Ôn Tình ngăn không nổi Vô Tiện nên chỉ có thể chào tạm biệt họ. Tới nơi, Vô Tiện bịt mắt Giang Trừng lại, dặn anh một vài điều, đặc biệt là tuyệt đối không được bỏ bịt mắt ra, nếu ai hỏi cứ nói mình tên là Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng làm theo lời anh, gặp được người của Bão Sơn tán nhân theo cô lên núi trị thương. Giang Trừng tỉnh lại đã thấy mình nằm giữa đồng không mông quạnh, kim đan của anh đã được hồi phục. Còn Vô Tiện xuống phố chờ, đã thương tích cũ chưa khỏi thì chớ còn gặp phải nhóm người Ôn Triều, bị hành cho mém nát như tương bần. Còn mụ Ninh Kiều lại bắt đầu đi gieo rắc nghiệp dùng thanh sắt nóng của mình, dí lên người Vô Tiện, xèo xèo hơi thịt nướng. Chưa hết, Ôn Triều còn kinh đầu vân, lên độ cao xương xương 7749m dứt khoát thả rơi tự do Vô Tiện, xuống dưới bãi tha ma hoang trong truyền thuyết. Cứ tưởng kiếp này đổi thông cỏ xanh mộ từ đây thì hiện tượng lạ xảy ra, một làn khói đen đỡ lấy Vô Tiện nên lúc tiếp đất đỡ đau hơn. Trong không gian tối đen thùi lùi, Vô Tiện nghe được có người gọi mình, ngoài ra còn có tiếng kêu gào thảm thiết. Phía trước còn có một thanh kiếm oán khí giống y hệt thanh mà anh từng lấy được ở chỗ Mai Rùa. 3 tháng sau, chuyện nhà Giang thị đã dấy lên sự tức giận trong giới giang hồ, nên tam đại gia tộc cùng nhau đứng lên chơi một trận với Ôn thị. Vòng cờ trong bộ cánh Bạch công tử cùng Giang Trừng, Siêu Ngầu lòi tới tận nơi hỏi đám người Ôn thị tung tích của Vô Tiện và lấy lại vũ khí trước kia bị Ôn Triều tịch thu. Biết được tin mà lòng Vong Cơ buồn sâu buồn sắc, buồn đến não ruột. Tạm gác lại sự đau dạ dày của kẻ đau lòng, hai người tới chỗ Kim Tử Hiên tìm Yếm Ly. Vừa nhìn thấy Giang Trừng khỏe lại, Yếm Ly vui đến ngỡ ngàng, nhưng khi nghe đến chuyện của Vô Tiện mặt cô biến sắc sốc ngang. Ba người đi vào trong tìm Xích Phong Tôn, Vong Cơ và Giang Trừng muốn được cùng ông đứng lên chơi Ôn Triều một ván, từng bước trả thù cho cả Giang gia. Trong lúc đó,
Còn mụ Ninh Kiều sau khi ném vô tiếng xuống bãi tha ma không đêm nào là ngủ ngon giấc. Tuy là sợ ma nhưng khi tìm được kho báu của Ôn Triều giấu dưới giường thì sự sợ hãi lập tức được xoa dịu. Khổ nỗi không hiểu sao trong cái hộp đó lại có hai con mắt trắng phao dọa cô ta xón hết đái. Cô ta nghiệp đầy mình bị nhát ma cho khóc khô tuyến lệ, tự tay dùng đập phá đồ đạc rồi lấy mảnh sứ hủy dung nhan, rồi theo tiếng sáo treo cổ tự tử. Còn Ôn Triều lúc này đang nhậu giữa nhà, bằng một thế lực nào đó, hắn ta gặp ảo giác trông thấy Ninh Kiều máu me be bét đi ra tìm hắn. Ôn Triều theo kiểu lý trí thì có đấy nhưng gặp ma vẫn rụt hết gan. Hắn cầm kiếm đâm lòi cô ả, bò lê lết dãy đành đạch trên sàn, liên tục xin tha. Ôn Trục Lưu vội chạy vào túm hắn bỏ trốn. Lúc Vong Cơ và Giang Trừng tới, khắp nơi trong trại đã thành đống đổ nát. Khắp tường còn dán rất nhiều bùa chú bằng máu có khả năng triệu hồi sát khí, còn người vẽ bùa thì Vong Cơ tạm thời chưa nghĩ ra. Mọi người còn tìm thấy Ôn Tình bị nhốt ở địa lao, Giang Trừng khuyên cô rời Ôn Thị đi cùng mình, nhưng cô không thể vì Ôn Ninh đã bị đưa đi. Giang Trừng tặng cho cô một chiếc lược rồi rời đi, anh cùng Vong Cơ tiếp tục chiến dịch trả thù Ôn Triều. Lạ ở chỗ trên đường đi người Ôn Thị chết như ngả dạ, giống với có người đã đi trước họ một bước, Ôn Triều không hề về Kỳ Sơn mà trốn ở Vân Mộng. Hắn ta bây giờ chân tay run rẩy, thương tích đầy khắp đầu mặt, tóc thì trụi như bãi đất trống không thể thảm hơn được nữa, trông cũng tội mà thôi cứ kệ. Bỗng cửa lớn tự mở ra, bóng dáng ai đó nhẹ nhàng lượn qua nơi đây, vừa lạ nhưng cũng rất quen, U Chu Cha Ma ơi, Ngụy Vô Tiện đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Anh cầm sáo lên thổi, khói đen đỏ ma mị chui ra biến thành một cô gái do Ôn Triệu, sợ tái mép ngất đi, chỉ với vài đường cơ bản, Ôn Trục Lưu cũng bị thương không kém. Cái khúc hắn ta định nhào tới chỗ Vô Tiện, Vong Cơ và Giang Trừng từ trên mái nhảy xuống túm lấy hắn ta treo ngược lên trần nhà, chính thức nhận được vé đăng xuất khỏi trái đất. Giang Trừng ôm lấy thanh niên nước mắt nước mũi cứ trào ra, có quá nhiều thứ thay đổi trên người Vô Tiện, anh đã bỏ kiếm đạo chuyển sang âm thuật bùa chú. Tính tình cũng không còn trẻ con mong manh yếu đuối mà là boy lạnh lùng. Đương nhiên Vong Cơ không thích điều này nên hai anh có chút mâu thuẫn nhẹ. Không nói lại được, Vong Cơ cắp mông đi trước, mặc kệ hai người xử lý Ôn Triều như thế nào, trả thù xong cho gia đình. Hai cậu trai làm một mâm bái tế xong chuyện lập tức đi tìm sư tỷ. Yếm Ly vừa nhìn thấy thằng đệ mình quay về mà mừng rớt nước mắt. Hoài Tăng biết Vô Tiện đã quay lại vội vàng chạy tới kể lể các thứ. Giang Trừng phải kéo kịch liệt lắm mới lôi được cậu ta ra ngoài. Tối hôm đó Xích Phong Tôn mở tiệc ăn mừng sự trở lại của anh, ai cũng tới đủ có mỗi Vong Cơ là không đến. Mọi người hơi tò mò vì sao không thấy Vô Tiện cầm theo bội kiếm, đã thế tiệc đang vui mà Vô Tiện lại bỏ ra ngoài làm họ có hơi bất mãn, cũng hơi tức giận. Anh quay về phòng tịnh tâm tụng kinh niệm Phật, Yếm Ly thấy cửa không khóa nên đi vào làm Vô Tiện giật mình. Thấy cây sáo của thằng đệ là lạ, cô chạm nhẹ một cái mà bị giật cho thốn tận não. Yếm Ly biết Vô Tiện không muốn nói về cây sáo, cũng như 3 tháng qua cậu đã trải qua những gì nên không hỏi nhiều. Sáng hôm sau, Vô Tiện bỏ cuộc gặp mặt lên kế hoạch tấn công Ôn Thị một mình ra ngoài. Lúc nhìn thấy một nhóm người Ôn gia trong đó có Ôn Tình bị đánh đập, oán khí trên người anh ngày càng lớn tới mức tự ép bản thân phải cầm sáo lên thổi. Vô Tình Yếm Ly đi tìm anh đã trông thấy cảnh tượng đó nhưng hỏi đến Vô Tiện, lại tìm cớ nói dối là không có gì. Vô Tiện quay lại chỗ các thế gia đang lên kế hoạch, bên đạo cụ làm hơi lố, nên lúc đẩy cửa bước vào gió thổi xém bay hết tóc giả của mọi người. Anh nói với Xích Phong Tôn mình có cách khắc chế âm thiết của Ôn Nhược Hàn, nhưng bây giờ chưa thể nói ra được, cứ chờ đêm trăng tròn sẽ rõ. Nói xong dứt khoát bỏ đi cho mọi người tò mò chơi. Từ hôm cãi nhau đến giờ, Vô Tiện và Vong Cơ vẫn chưa nói chuyện lại nên lúc gặp hai huynh đệ ngoài sảnh, anh chỉ chào lam hoán rồi nhẹ nhàng lướt qua đời nhau. Đến chiều, Vong Cơ tới phòng tìm Vô Tiện định gõ cửa nhưng lại thôi, đúng lúc Yếm Ly đi ngang qua nên hỏi anh về chuyện bùa chú mà Vô Tiện đang tu luyện theo. Su Cả Na Vô Tiện về tới nghe được cuộc trò chuyện liền chặn họng Vong Cơ, lại bằng một vài lời rất chi là, vô tình làm Vong Cơ đã giận lại càng thêm giận bỏ đi. Vô Tiện đuổi theo, liền bị anh cho vài đường quyền nháy cái mũi kiếm đã sát sàn sạt yết hầu. Vẫn là câu hỏi kiếm đâu nhưng Vô Tiện không nói. Hai anh trai chuyển địa điểm lên mái nhà ngồi quang hợp khí trời tâm sự mỏng. Vô Tiện giải thích thứ mình đang tu luyện chắc chắn không phải tà đạo, nói đơn giản là nó dùng sáo trúc điều khiển vạn vật, chỉ là lâu lâu hơi mất bình tĩnh trở nên nóng nảy. Thanh niên thề thốt với quả sầu riêng tuyệt đối sẽ không xa vào ma đạo, nếu không mít nó rơi trúng đầu. Vong Cơ tuy còn lo lắng nhưng cũng tạm tin, anh còn ngỏ ý với Vô Tiện hãy để mình giúp cậu. Sáng hôm sau, Xích Phong Tôn dẫn đầu tứ đại thế gia lên đường, đến Kỳ Sơn Ôn Thị chơi một ván xanh chín. Ôn Nhược Hàn không phải dạng vừa, hắn cho mấy con, rồi điều khiển từ xa ra tiếp chiêu chẳng mấy chốc đã làm chủ trận đấu, cười hả hê. Tem chính diện thương tích không ít, nửa bị thương nửa bị biến thành con rối điên điên khùng khùng. Phía bên này chưa hết rối thì bên kia, Yếm Ly bị Tử Hiên hiểu nhầm là có ý đồ với mình, Vô Tiện lập tức qua dạy dỗ anh ta một trận vì dám làm sư tỷ mình khóc, may mà có Vong Cơ, Vô Tiện mới bình tĩnh trở lại. Quay về chỗ trận chiến, với châm ngôn thua keo này ta bày keo mới, Tem chính diện một lần nữa chiến với Ôn Thị, kết quả thì vẫn thế, bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Xích Phong Tôn một mình ám sát Ôn Nhược Hàn nhưng bất thành, bị ăn hành ngập mõm. Lúc nhìn thấy Mạnh Giao đã đầu quân cho tên phản diện, ông sốc không khép được mồm. Xích Phong Tôn không một động tác thừa phang cậu ta sấp mặt, đổi lại ông cũng bị Ôn Nhược Hàn nẩng cho suýt thì về với ông bà tổ tiên. Bên ngoài mọi người vẫn đang chiến hết mình, hết ải đầu còn chưa kịp thở, ải sau đã vồ tới. Nguyên một cơn mưa lửa mùa hè dữ dội không hề dịu êm ập xuống, rất nhiều con rối kéo bầy đi vào bao quanh tứ phía. Áp dụng định luật liều ăn nhiều, mọi người quần quật quẩy đục nước, càng đánh con rối càng nhiều. Đã đến lúc vô tiện thể hiện, anh bay lên trên mọi người, khí tụ đan điền bắt đầu thổi sáo hút oán khí, rồi đẩy nó vào trong đám hình nhân để điều khiển chúng. Ôn Nhược Hàn ngửi được mùi hơi sai, nên đích thân ra trận vì không thể tin được âm thiết của mình lại có thứ khắc chế được. Nếu lão đã thành tâm muốn biết thì vô tiện cũng xin phép được trả lời. Xin được trân trọng giới thiệu sản phẩm Limit thực được sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngụy Vô Tiện với cái tên bá cháy bọ chét em hổ phù. Lão ta cay cú túm lấy cổ anh, ngay lập tức đám con rối cũng hẻo theo. Hai giây sau Ôn Nhược Hàn hộc máu lìa đời vì bị Mạnh Giao chơi một chưởng từ phía sau, Vô Tiện cũng bất tỉnh nhân sự được vong cơ đỡ lấy. Lam Hoán chạy vào tìm Xích Phong Tôn, hóa ra Mạnh Giao không phải kẻ phản bội, mà là gián điệp hợp tác với Lam Hoán chơi trận này, khổ thân thằng nhỏ bị hiểu nhầm nãy giờ. Vô Tiện hôn mê hết 3 ngày đêm mới tỉnh lại, Yếm Ly không giận chuyện anh giấu mình âm hổ phù, chỉ dặn Vô Tiện lần sau ít dùng hơn vì nó hao tổn linh lực. Từ chỗ Yếm Ly, anh mới biết suốt 3 ngày mình bất tỉnh, hôm nào vong cơ cũng tới dùng tiếng đàn trị thương cho anh. Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã tới gõ cửa, nhìn cái mặt ai đó được ai kia chăm sóc mà hài không chịu được, ngoan ngoãn ngồi trị nội thương. Hai anh cứ thế này có chết con dân hay không cơ chứ? Bên ngoài những người còn sót lại của Ôn thị bị bắt không thiếu ai, 3 mảnh âm thiết đều đã bị hủy. Xích Phong Tôn và Lam Hoán ngỏ ý xin tha cho một vài nhánh của Ôn gia không liên quan đến âm thiết, mà Kim Tông chủ một mực từ chối. Quay về chỗ đôi bạn trẻ, Vong Cơ vẫn muốn biết Vô Tiện luyện em hổ phù từ bao giờ, anh sợ Vô Tiện cũng sẽ bị thứ đó khống chế mà Vô Tiện vẫn có niềm tin không lung lay mình sẽ không đi vào con đường tà đạo. Vô tình hai người trông thấy một nhóm người già yếu Ôn thị bị truy đuổi, nên đã ra tay giúp đỡ, cảm thấy họ không có tội mà phải bỏ mạng, nên hai anh cùng nhau chơi một khúc mong những người chết oan có thể yên nghỉ. Tới tối, Kim Tông chủ thay mặt mở tiệc, các thế gia khắp nơi đều đến góp vui, Giang Trường bây giờ cũng đã lên làm Tông chủ Vân Mộng. Vong Cơ không có hứng thú với chỗ đông người nên ra ngoài chơi cùng Vô Tiện, trong lúc đó Giang Trường lại bị đẩy vào thế căng não vì lão Kim nhắc tới chuyện muốn kết thông gia lại từ đầu. Cũng may có Vô Tiện đi vào giúp giải vây, chuyện này liên quan đến Yếm Ly nên để cô tự đưa ra quyết định. Cô nàng đứng dậy chốt câu xanh dờn, chuyện nhà còn rối, cô vẫn nên để tang cha mẹ, xây dựng lại Vân Mộng Giang thị rồi mới tính tiếp. Nói rồi Vô Tiện lại đi ra ngoài. Đàng trai nghe xong tiếc hùi hụi, Mạnh Giao vội đổi chủ đề sang đại hội vây săn, mời các thế gia mùa thu này đến dự. Ngoài mặt thì nói âm tiết là thứ hại người, nhưng đằng sau lưng lão họ Kim vẫn đang tìm kiếm mảnh âm thiết còn lại, chưa rõ tung tích. Ông ta liền nghi ngờ Vô Tiện giữ nó vì âm hổ phù cũng gần giống với âm thiết, thế là ông ta dặn Mạnh Giao cho người theo dõi anh. Lúc này tem Vân Mộng đã có mặt ở nhà, Giang Trừng một chiêu đập vỡ logo Ôn thị dính, ngay cửa chính thức công khai danh phận tông chủ làm lại, từ đầu. Trong khi Giang Trừng bận bù đầu luyện công cho đệ tử rồi thì tiếp khách, Vô Tiện nhà ta lại rảnh rỗi trốn việc xuống phố ngồi nhậu nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhìn thấy Lam Hoán, nên mời anh vài chén. Lần này Lam Hoán xuống núi là để đi giải trừ oán nghiệp, còn Vong Cơ bị sư phụ bắt ở nhà chép lại gia quy, dựng lại quy củ. Lái vào chuyện chính, Lam Hoán vẫn khuyên Vô Tiện quay lại kiếm đạo nhưng con người tuổi cua như cậu thì đời nào chịu nghe, sau cùng vẫn là nhà ai nấy về. Thanh niên ôm vỏ rượu đến cửa đã bị Giang Trừng ca cho bài ca bất hủ vì cái tội trốn việc nhà đi nhậu. Chạy qua chỗ Yếm Ly thì thấy cô đang ở từ đường, cô cũng hơi giận vì mấy nay Vô Tiện chỉ biết nhậu nhẹt lại còn cãi nhau với Giang Trừng, giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương. Thanh niên đi ra thấy Giang Trừng đứng ngoài cửa, chỉ trêu vài câu là anh em lại hòa thuận như chưa hề có cuộc chia ly. Cuộc sống của hội chị em diễn ra vui vẻ, sáng đi bẻ sen hái hoa chưa về gặp ngay con công hoa hòe Kim Tử Hiên, làm tụt cả hứng. Đến đưa thiệp mời tham gia lễ hội săn bắn chỉ là phụ, cố ý mời Yếm Ly cùng mọi người tới là chính, chào mời nhiệt tình quá nên cô nàng miễn cưỡng đồng ý. Có vẻ như anh chàng hoa hòe này đã bị u mê vẻ đẹp của Yếm Ly, nên lúc được người đẹp tiễn cứ níu lại không muốn về. Đến hẹn lại lên, anh hùng hảo hán khắp nơi trong giang hồ hội tụ đầy đủ tại chỗ Kim thị. Năm nay Mạnh Giao còn tăng độ thú vị, cho phần mở màn bằng cách để 7 người Ôn thị chắn trước bia. Kim Tử Hiên mạnh dạn mở bát, bật chút hiệu ứng bay lên cho ngầu lòi, dương cung bắn bục chúng luôn tâm, lại còn vênh cái mặt lên quay về hàng. Vô Tiện cảm thấy bất bình không chịu được, anh đi lên như một vị thần, dùng vải che mắt nâng độ khó của game lên một level mới, một lượt 5 mũi tên cứ phải gọi là ao trình. Cuộc đi săn bắt đầu, mọi người chia nhau ra vào trong rừng, kệ người ta tranh giành đấu đá, Vô Tiện ngồi thổi sáo giữa trời trưa nắng 30 độ. Anh làm là có lý do cả, dùng tiếng sáo điều khiển đám quái thú tự xa vào lưới nhà. Giang Trừng biết thừa là Vô Tiện làm, đã dặn đừng làm lố quá rồi mà cứ thích phóng đại lên.
vô tình Vong Cơ đi ngang qua, anh vẫn đang nghiên cứu mấy bài phổ tịnh tâm giúp Vô Tiện. Vô Tiện thì thích lắm nhưng vẫn sợ con đường mình đi sẽ ảnh hưởng đến anh. Trùng hợp thế nào sư tỷ và Tử Hiên đi dạo ngang qua nên hai đứa núp vào một chỗ, bảo Ngụy nhà ta là vô sỉ. Cái tên Tử Hiên này còn xếp vào hạng vừa vô sỉ mà vừa vô duyên, lại còn bị ảo tưởng sức mạnh. Vô Tiện đứng nhìn ngứa hai cái con mắt nên nhào tới tách hai người ra. Vừa có chuyện bất bình từ huynh trưởng cho tới Kim phu nhân liền có mặt. Cái tên cậu cả cứ chỉ lăm le nhằm vào Vô Tiện, hôm nay không mang kiếm lại còn dùng sáo săn được một nửa yêu thú mà làm khó anh, không ngừng khẩu nghiệp chửi anh từ toán hình sang toán số, từ Cà Mau ngược lên tận Hà Giang. Sức chịu đựng của Vô Tiện có giới hạn, tay anh bắt đầu run lên. Thấy thế Vong Cơ vội chạy tới trấn an tinh thần. Yếm Ly cúi người xin lỗi nhẹ một cái, rồi bắt đầu thay mặt thằng em nói cho ra ngô ra khoai, mắng lại cái tên Tử Huân bắt anh xin lỗi vì đã xúc phạm Vô Tiện. Chị phu nhân thương Yếm Ly thật lòng nên nói thằng con làm theo. Đúng khúc này Lam Hoán và Mạnh Giao thấy đông vui nên tới hóng hớt. Kim Tử Huân nhục hết chỗ để mặt nên tức giận bỏ đi, xin rút khỏi hội săn bắn. Yếm Ly từ chối để Kim Tử Hiên đưa về đài quan sát. Nhưng lúc anh gọi cô vẫn dừng lại, Kim Tử Hiên ấp a ấp úng nói mãi không thành câu. Nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp dép tông, mà nói với gái xong lại cắp mông bỏ chạy. Ngay từ đầu Yếm Ly đã có tình cảm với Tử Hiên, nên nghe được một câu ngọt xớt của anh đã bỏ thằng đệ theo mẹ chồng tương lai về nhà. Giang Trừng đến muộn bỏ lỡ một màn kịch hay, định kéo Vô Tiện đi săn cùng mình mà thanh niên lại tụt hứng chỉ muốn đi dạo. Nói đi là đi luôn, trùng hợp thế nào? Vô Tiện gặp Ôn Tình trên phố, hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Phía bên kia, Lam Hoán cảm thấy thằng em mình có tâm sự. Hỏi ra thì Vong Cơ nói mình muốn mang một người về nhà giấu đi. Sau cuộc đi săn, mọi người quay về đại sảnh ăn mừng. Cái tên Kim Tử Huân biết người Lam Thị có quy định không được uống rượu, mà vẫn cứ sấn sấn vào mời. Lam Hoán nể mặt mọi người phá lệ nốc một ly, tới lượt Vong Cơ, Vô Tiện từ đâu chui ra uống giúp anh. Khúc này mới tới việc chính, anh hỏi hắn ta đã giấu nhóm người trong đó có Ôn Ninh ở đâu. Lão Kim thấy con trai bị làm khó liền bẻ lái qua hỏi Vô Tiện về Âm Hổ Phù. Kim Tử Huân còn vênh váo nói mình lấy người Ôn Thị làm mồi nhử là không sai, nói câu nào là chọc máu chó của Vô Tiện dồn lên não câu đó. Tay anh bắt đầu rung lên, Vong Cơ vội đứng lên trấn an tinh thần cho anh. Kim Tử Hiên bị dọa cho mặt tái mét lập tức nói cho anh biết tung tích của Ôn Ninh. Vô Tiện quay người tới chỗ Ôn Tình, cô nàng yếu tới mức đứng cũng không vững, hai người chạy đi tìm Ôn Ninh. Người chết ở đây còn nhiều hơn người sống, tất cả đều thuộc người của Ôn gia. Ôn Tình tìm thấy em trai mình nằm cứng đơ, trên người bị cắm một cái cờ mà khóc thét. Vô Tiện không nhịn nổi nữa, anh dùng sáo gọi Ôn Ninh dậy dạy dỗ đám người canh giữ, cái tên thánh kem trộn cũng bắt đầu có từ đây. Lúc Vong Cơ tìm đến nơi, thì những người còn sót lại của Ôn gia đã được Vô Tiện cứu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trời thì mưa tầm mưa tã, Vong Cơ khuyên anh nghĩ cho kỹ nếu làm như thế chắc chắn sẽ bị các thế gia coi là kẻ thù, nhưng Vô Tiện vẫn quyết làm. Vong Cơ lùi người lại cho họ đi mà nước mắt rơi theo mưa. Anh bỏ chiếc ô rơi xuống vì khi đứng trong mưa sẽ không ai biết anh đáy dầm. Ấy chết là không ai biết anh đang khóc. Vô Tiện dẫn theo mọi người đi hoài đi mãi tới nơi mà mình đã ở suốt 3 tháng. Trong lúc đó, ở sảnh Kim Thị, mọi người đang rất sôi nổi về chuyện đêm qua Vô Tiện làm. Họ còn kích Giang Trừng khiến tình cảm của hai người đi xuống. Đã vậy, tất cả còn hùa nhau nói xấu Vô Tiện đủ thứ trên đời. Vong Cơ lên tiếng nói giúp liền bị bật cho không nói nổi câu nào. Cảm thấy không thể hít thở chung bầu không khí nên Vong Cơ đứng dậy ra ngoài, còn đám người bên trong mồm miệng vẫn hoạt động hết công suất nói xấu Vô Tiện, mục đích là muốn mượn tay Giang Trừng ép Vô Tiện giao ra Âm Hổ Phù. Phía bên kia, Vô Tiện và mọi người bắt đầu cuộc sống mới, trồng rau nuôi cá sống vui vẻ không quạo. Phía bên ngoài, Giang Trừng tới tận nơi tìm Vô Tiện, nhìn qua một cái mà 3 phần bất lực 7 phần y chang. Anh theo thanh niên vào trong thăm Ôn Ninh, té ra đầu đuôi câu chuyện không phải là Ôn Ninh, đội mồ sống dậy nghe theo tiếng sáo. Mà từ nhỏ cậu ấy đã bị mất đi một nửa linh lực. Vô Tiện đang dùng hết sức mình cứu người bằng bùa chú mình luyện được. Khi đó Vô Tiện chỉ muốn mượn tay cậu dạy dỗ Kim Thị, ai ngờ lại vô tình biến cậu ấy thành con rối, mất đi ý thức. Đến cả Giang Trừng cũng nghi ngờ mảnh âm thiết còn lại là Âm Hổ Phù, muốn anh giao người ở đây ra rồi theo mình về. Anh định xuống tay với Ôn Ninh nhưng rồi lại không làm được. Hai người cãi nhau hồi lâu, cuối cùng là nhà ai nấy đi. Vô Tiện tình nguyện rời Vân Mộng đi theo lối riêng, hẹn nhau một ngày đẹp trời chiến một trận. Ôn Tình thấy hai người cãi nhau, cũng cảm thấy vì mình mới thành ra như thế nên khuyên Vô Tiện quay về. Chỗ người ta đang nghiêm túc gần chết mà thanh niên cứ nhây nhây, ngồi nhai quả. Anh chỉ muốn nói là mình sẽ cố gắng cứu Ôn Ninh hết sức có thể. Trước đó, lúc Giang Trừng rời khỏi núi, Ôn Tình đã đem chiếc lược trả lại cho anh. Vừa trở mặt với huynh đệ vừa bị cờ rút từ chối cả đêm, Giang Trừng chăn chọc mãi không ngủ được. Không chỉ anh mà Ôn Tình cũng thế, cô ngồi dậy qua chỗ Ôn Ninh, đột nhiên cả người thằng nhỏ run lên kêu đau dãy đành đạch, nhờ có tiếng sáo của Vô Tiện, cơn đau của cậu mới dịu đi. Đến hẹn lại lên, Giang Trừng lại đến vì có lịch choảng nhau, vừa trông thấy mặt hai đứa đã lao vào trao đổi chiêu thức. Một bên dùng sáo một bên kiếm, Vô Tiện bị ngay một đường vào bụng, còn Giang Trừng cũng hộc máu bị thương không ít.
Đấu xong, Giang Trừng xuống núi làm theo như trước đó đã nói. Vân Mộng Giang thị chính thức xóa tên Vô Tiện ra khỏi gia phả, từ nay không liên quan gì đến nhau. Ở một diễn biến khác, Yếm Ly ở Kim gia được Kim Tử Hiên chăm sóc, thanh niên còn vì cô tự tay trồng nguyên cái đầm sen. Sương sương một tháng, cái tên Di Lăng lão tổ của Vô Tiện nổi như cồn với toàn tiếng xấu, chuyện của anh còn bị biến thành đào mồ kể khắp nơi. Bằng một thế lực nào đó, vong cơ xuống phố va ngay phải cậu nhóc Ôn Uyển, người hướng nội lần đầu bị mọi người hiểu lầm là người cha xấu, không biết dỗ con làm Vô Tiện, đứng từ xa trông thấy mà cười sặc sụa. Anh chạy ra giải vây, còn trêu vong cơ thằng nhóc là do mình đẻ ra, u chu cha mạ ơi, thấy cậu nhóc thích đồ chơi ở gian bên, vong cơ còn mua đồ chơi cho cậu nhóc. Hiếm khi vô tình gặp lại nhau giữa thế giới 7 tỷ người nên Vô Tiện, dù anh đừng đi săn nữa mà đi làm một bữa ôn lại kỷ niệm xưa. Cậu nhóc còn Ôn Uyển rất chi là nghe lời vong cơ, anh chỉ nói một câu là nhóc ngoan ngoãn ngồi ăn ngon lành cành đào. Vong cơ, kể cho Vô Tiện, nghe chuyện sư tỷ Yếm Ly của cậu nửa tháng sau sẽ kết hôn với Kim Tử Hiên, thanh niên nghe xong có chút hụt hẫng. Vì vốn dĩ anh đã chẳng thích con công hoa hòe đó. Bỗng Vô Tiện nhận được tín hiệu từ vũ trụ nhà có việc gấp phải về ngay, vong cơ không ngần ngại cùng anh quay về. Khắp nơi trong nhà toàn là oán khí bay tán loạn, hỏi ra mới biết Ôn Ninh đã tỉnh dậy, phá hết kết giới. Vô Tiện nói Ôn Tình đưa mọi người ra khỏi đây trước, còn anh khống chế Ôn Ninh, nhưng không ăn thua. Thánh kem trộn bật chế độ bay lên chạy với vận tốc 1000 km, vong cơ vội đuổi theo dùng cây đàn sinh viên giữ chân anh để Vô Tiện dán mùa chấn lại. Ôn Ninh kêu gào thảm thiết tiếng vang rừng núi rồi đứng im như chờ chồng. 2 giây sau cậu tỉnh lại bình thường. Thanh niên chia sẻ mình rất muốn khóc nhưng mà không khóc được. Mọi người thở dài một hơi nhẹ nhõm. Vô Tiện gạ gẫm vong cơ vào nhà ngồi chơi xơi nước, tuy bên ngoài đổ nát hoang sơ nhưng bên trong cảnh vật lại nên thơ hữu tình. Nhà hơi thiếu người dọn nên có hơi bừa bộn. Chỗ này được Vô Tiện gọi là phục ma động, nhưng chắc chắn không phải động luyện âm thiết như của Tiết Trùng Hợi. Phía bên kia còn có cái hồ rất hợp lý để ngồi trị thương. Chỉ là Vô Tiện dùng nó đẩy oán khí ra khỏi người Ôn Ninh, nên giờ có màu hơi giống máu. Vong cơ biết thừa là Vô Tiện bị thương mà cứ từ chối để anh chữa. Đúng lúc này Ôn Tình đi vào, cô vòng ra phía sau động lên vai một chút. Thanh niên đã lợi dụng ngã vào lòng trai đẹp, còn chưa ấm người đã lại bị Ôn Tình dùng 3 cây châm dọa cho tỉnh như bơ. Chơi đến chiều, Vô Tiện tiễn Vong cơ xuống núi. Lúc sắp chia tay, Vô Tiện trả lời câu hỏi ban nãy Vong cơ nhắc tới. Anh biết con đường mình chọn bây giờ không dễ dàng gì nhưng anh cũng không thể bỏ lại mọi người. Giao ra âm phù hộ. Vong cơ khúc này đã buồn thối ruột ra rồi. A Uyển còn từ đâu chui ra giữ chân anh ở lại ăn tối với mình. Em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Chào nhau xong đường ai nấy về. Vong cơ đứng từ xa chờ Vô Tiện đi khuất rồi anh mới quay đầu đi. Thanh niên cùng Ôn Uyển về tới nhà đã thấy đèn hoa treo rực rỡ. Bên trong mọi người còn mở tiệc chờ Vô Tiện về rồi cùng ăn. Chả là Ôn Ninh vừa mới học được cách nấu bữa cơm 5K, cả làng ăn vô tư ăn thoải mái, nên nấu một bữa cảm ơn Vô Tiện những ngày qua đã cố gắng cùng mọi người. Tứ thúc còn ủ được một vò rượu hoa quả ăn đứt rượu men lá là một ly, mà cái nách văng mấy chục mét. Tất tần tật đều là tự tay Ôn Ninh nấu, rượu thịt có đủ không say không về, có say cũng không có về. Ai nếu đều đã gục trên bàn còn mỗi Vô Tiện, thanh niên rượu vào lời ra nhớ tới vong cơ, lại còn buồn chuyện không thể tham dự lễ cưới của sư tỷ. Thời gian cứ thế trôi đi, cái tên Di Lăng lão tổ của Vô Tiện truyền khắp nơi, cả chiếc la bàn phát hiện dị vật mà anh chế cũng thành hàng best seller. Cũng vì thế mà một số thanh niên tự nhận mình là đồ đệ của anh lấy danh đi PR sản phẩm bán hàng đa cấp. Mặc kệ ngoài kia bán tiếng xấu hay tiếng đẹp, Vô Tiện vẫn cùng mọi người sáng trồng rau chiều chế la bàn. Tuy sự cố ngày nào cũng có nhưng được anh Diêm Vương từ chối nhận mạng, nên vẫn sống nhăn răng. Ngày nào Vô Tiện cũng cùng Thánh Kem Trộn Ôn Ninh đem đồ nhà chồng được ra chợ bán. Hôm đó tình cờ gặp Giang Trừng, anh đưa Vô Tiện đến gặp Yếm Ly. Cô mặc đồ tân nương đẹp lồng lộn để thẳng để thầm một vòng, cô còn để Vô Tiện đặt tên cho đứa con chưa chào đời của mình. Hai thanh niên này vẫn như xưa chăm chỉ cãi cọ, xong phần đặt tên là khúc mở nắp nồi canh thơm phức. Yếm Ly múc lấy một bát mang ra cho Ôn Ninh, bên ngoài mọi người diễn bài cắt đứt quan hệ còn bên trong thì vẫn coi như người một nhà. Ở lại lâu sợ lắm vấn đề nên mọi người lại chào nhau, Yếm Ly đưa miếng ngọc tra để lại cho Vô Tiện rồi nhà ai nấy về. Tay Ôn Ninh vẫn giữ khư khư bát canh đem về cho Ôn Uyển, Vô Tiện nhờ anh đừng kể lại chuyện hồi chiều cho mọi người nghe sợ Ôn Tình lại lo lắng. Cả đêm hôm đó, Vô Tiện cứ như hồn treo ngược cành cây. Thanh niên nói mình muốn trồng ngó sen mà chẳng ai tin vì đất ở đây, trồng khoai còn khó nói gì sen. Lúc Ôn Tình ra ngoài, cô vô tình trông thấy Ôn Ninh bón bát canh ngó sen cho nhóc con nên tới hỏi, bị hỏi dồn dập nên Ôn Ninh chỉ có thể kể cho cô nghe. Sáng hôm sau, Ôn Tình đem cho Vô Tiện một túi hạt giống sen, mới đầu thanh niên mạnh mồm mình sẽ trồng cho sen nở to tròn, mà nó lạ lắm không có mầm nào nhú lên, được mỗi một hạt thì Ôn Uyển lại nhanh nhảu nhổ lên vì tò mò. Lần đầu thấy anh gắt nên nhóc con khóc toáng cả lên, Vô Tiện cũng hụt hẫng bỏ vào trong nhà. Nhận lấy thông điệp từ Ôn Tình, nhóc con Ôn Uyển lóc cóc chạy theo an ủi Vô Tiện, nói anh nếu nhớ tỉ tỉ thì chỉ cần biến thành con chim nhỏ bay đi thăm. Mấy ngày sau, ao sen của Vô Tiện đua nhau nảy mầm,
ai nấy đều vui như nhặt được vàng. Và rồi một năm trôi qua, hôm đó Vô Tiện xuống phố nghe mọi người đồn sư tỷ mình đã có một cậu nhóc con cáu kỉnh, tỷ ấy còn đặt tên giống như anh gợi ý, để chúc mừng Kim Thị đãi tiệc 7 ngày 7 đêm. Ở một diễn biến khác, Kim Thị đang dạo dực chuẩn bị tiệc đầy tháng, Vong Cơ mạnh dạn nói lão Kim nếu như đã mời tất cả người quen, thì vẫn nên mời cả Vô Tiện. Kim Tử Hiên đồng ý, còn Kim Tử Huân thì không, nói qua nói lại thì vẫn là nhắm vào âm hổ phù. Mạnh Giao có ý viết thư mời rồi khuyên nhủ Vô Tiện giao ra âm hổ phù, quay lại Vân Mộng, còn việc đưa thư chắc chắn là nhờ Vong Cơ. Rất nhanh thư đã được chuyển tới, Vô Tiện cầm thư hí hửng xuống phố chọn quà cho cháu, cái dây chỉ là phụ kiện, quà chính là chuỗi hạt bình an mà anh muốn cả tháng trời nghiên cứu. Vô Tiện cùng Ôn Ninh xuống núi, giữa đường gặp phải đám người Kim Tử Huân đã đón tiếp nhiệt tình, hắn ta ăn vạ tại Vô Tiện dở trò nên hắn mới bị ghẻ lờ hắc lào. Nếu Tử Huân đã muốn đâm đầu vào chỗ chết thì Vô Tiện cùng sẵn lòng tiễn anh một đoạn. Ôn Ninh nhập vai thánh kem trộn nhấc bổng hòn đá chắn cho Vô Tiện, rồi bay lên lăn xả vài đường. Tử Huân thì nhào xuống đòi đi đường quyền, lỡ ngơ thế nào lại nhặt được món quà trên người Vô Tiện. May là có Tử Hiên đến giải vây, hai huynh đệ họ Kim cãi nhau tay đôi một hồi xong cái Kim Tử Huân, tức quá bóp nát hộp quà của Vô Tiện luôn. Thanh niên không thể nhịn được nên cầm sáo lên thổi, mắt Ôn Ninh lập tức biến hình. Điều mà Vô Tiện không thể lường trước được chính là người Ôn Ninh xuống tay lại là Kim Tử Hiên, ngay cả Kim Tử Huân cũng đồng cảnh ngộ. Ôn Ninh đem Vô Tiện quay về nhà, vừa tỉnh lại, anh đã đạp Ôn Ninh một cái ngã sấp mặt, anh vừa trách Ôn Ninh vừa trách mình. Ôn Tình rút kim châm Vô Tiện đứng hình, đỡ anh nằm lên giường, cô nói rằng người của Kim Thị đã tới đây, họ đưa ra yêu cầu chỉ cần hai chị em cô đến thỉnh tội, mọi chuyện sẽ được bỏ qua. Vô Tiện nằm dãy đành đạch nhưng không thể nào ngồi dậy được, cây kim sẽ hết tác dụng sau 3 ngày, anh đòi Ôn Tình có đi cũng phải để mình đi nhưng Ôn Tình không đồng ý. Cô gõ cốc lên trán, Vô Tiện liền ngất lịm đi, tất cả mọi người cùng nhau tới Kim Thị. Lúc này bên trong, Yếm Ly bế con để tang chồng, mặt cô phờ phạc đi trông thấy. Quay về chỗ Vô Tiện, anh dùng hết sức mình ngồi dậy, lê lết tấm thân cắm đầu cắm cổ xuống núi. Thanh niên chỉ dám đứng ngoài nhìn vào trong sảnh, vô tình bị lão phu nhân trông thấy. Anh quay lại nhìn sư tỷ một cái rồi bấm nút lượn. Chạy ra đến ngoài thành, bà, tứ thúc và những người khác đều bị treo cổ. Đám người ở dưới thì không ngừng khẩu nghiệp nói xấu anh. Vô Tiện cần cây sáo trần tình lên thổi lập tức tất cả đều ngã rạp xuống đất. Phía bên trong, các thế gia đang cùng làm lễ tế tập thể, cho cốt của Ôn Ninh và Ôn Tình cũng bị tên họ Kim bóp nát. Nghe hắn ta nói muốn hóa cho mình, Vô Tiện ngồi trên mái cười sảng khoái, cả một đám người bu vào chửi anh như cờ hó, một mình cái miệng anh cãi không nổi. Anh chàng nào đó giơ tên bắp bụng, mũi tên dính chặt trên người Vô Tiện, cũng hơi đau nhưng mà Di Lăng lão tổ nhà ta rút ra nhẹ nhàng ném trả. Kim tông chủ cho người bày binh bố trận bắt sống Vô Tiện. Đến thì đón, anh cũng lôi Trần Tình ra thổi chơi đùa với mọi người. Oán khí bay ngược xuôi phang các thế gia khác, có mỗi nhóm của Giang Trừng là không động đến. Khúc gay cấn, Vong Cơ ôm đàn xuất hiện, he sờ lô hơ sờ li li, Vô Tiện biết kiểu gì hai đứa cũng sẽ phải đấu một trận nên vui vẻ đón nhận. Một người dùng kiếm một người dùng sáo, Vong Cơ chỉ muốn anh dừng lại, mãi cho tới khi nghe được tiếng của Yếm Ly phía bên dưới, Vô Tiện mới đi xuống. Ba chị em tìm nhau giữa biển người hỗn độn, nhỡ mà lệch tông một phát chỉ có lên thớt. Bỗng có thêm một tiếng sáo khác nữa chen vào biến mọi người thành con rối. Khung cảnh đã rối lại càng rối hơn, ai nấy đều nghĩ là Vô Tiện, bất ngờ còn chờ ở phía sau, một con rối hung hăng lao tới chỗ Yếm Ly chém cô một nhát. Giang Trừng đỡ lấy không cho Vô Tiện chạm vào sư tỷ, Yếm Ly dùng chút sức cuối cùng ngồi dậy, thấy có người muốn đánh thằng nhỏ, cô đẩy Vô Tiện ra, thanh kiếm đâm thẳng vào người cô. Tận mắt chứng kiến cái chết của sư tỷ, Vô Tiện dứt khoát bóp chết hắn ta. Vốn sốc thì chớ, mọi người còn quay ra đổ hết lỗi lên người anh rồi nhào tới đánh hội đồng. Đã chơi thì chơi tới bến, Vô Tiện cầm sáo thổi dữ dội hơn. Diêu tông chủ phi kiếm tới đòi cướp âm hổ phù, Vô Tiện liền bật chế độ bay lên rồi đem âm hổ phù ra ném xuống. Nói chung là ai nấy đều bị thứ này làm mờ mắt, nên tất cả quay xe đấu đá lẫn nhau giành lấy nó. Còn Vô Tiện lúc này chỉ muốn nhảy xuống dưới vách núi. Anh nhắm mắt thả rơi tự do, Vong Cơ vội đuổi theo bám lấy, hai người bốn mắt nhìn nhau chơi vơi bên đời. Giang Trừng lê từng bước đến dứt khoát lia kiếm rồi lại chần chừ, Vô Tiện sợ Vong Cơ cũng sẽ bị thương nên đã buông tay anh ra, còn mình rơi xuống dưới. Cứ thế 16 năm trôi qua, câu chuyện quay về chỗ đầu phim Di Lăng lão tổ nhập vai vào Mạc Huyền Vũ, gặp lại Giang Trừng bị đả thương rồi được Vong Cơ cứu. Suốt mấy năm đó, Vong Cơ luôn đi tìm Vô Tiện nhưng bộ xương cũng không thấy, đến giờ anh vẫn còn để tang. Vô Tiện xuống giường đi dạo một vòng, kỷ niệm xưa ùa về nhưng nó cũng chỉ còn là kỷ niệm thôi. Tất cả đã không thể quay lại, chỉ còn mỗi đàn thỏ là y nguyên. Hóa ra Vong Cơ đang ngâm mình dưới suối nước lạnh, sau lưng anh toàn sẹo là sẹo nhưng Vô Tiện, hỏi vì sao lại như thế thì anh không nói. Bỗng đàn đệ tử chạy tới báo tin Lam Tư Truy, gặp sự cố trong lúc chiêu linh ở Mạc Gia nên hai đứa tới xem thử. Không chỉ nhóc con Lam Tư Truy mà Lam Tông Chủ vì giúp cậu mà bị đả thương, Vong Cơ lập tức vào việc, Vô Tiện cũng giúp một tay,
nhưng sợ bị Lam Tông Chủ phát hiện ra thân phận nên bẻ lái chơi nhây thổi khúc khác. Chờ Lam Tông Chủ ngất lịm đi, thanh niên mới nghiêm túc giúp Vong Cơ, thanh kiếm chứa oán khi rơi xuống đất. Vấn đề ở chỗ là ai đã thả cây kiếm linh này ra để nó bị nhiễm em hổ phù, Vô Tiện nghi ngờ là Tiết Dương đã dùng mảnh âm thiết còn lại khôi phục lại các mảnh vỡ âm hổ phù bị Vô Tiện làm vỡ. Trước đó, anh còn thấy cứ có cái gì trùng hợp, 16 năm qua cả bản thân Vô Tiện cũng không biết mình chết đi đâu, làm gì, tự dưng lại chui vào trong người Mạc Huyền Vũ, ký ức cũng chỉ có một nửa, cái nhớ cái quên. Hai thanh niên quyết định chơi lớn xuống núi đi theo hướng kiếm linh chỉ, để tìm ra sự thật, rốt cuộc ai mới là tên trùm đứng sau mới được ra ma trời ơi đất hỡi này. Lâu rồi Vô Tiện mới được tái hòa nhập cộng đồng, không ngờ có cả tá thứ thú vị, ví dụ như ông chú này, phán anh bị ma ám nên giới thiệu cho tấm chân dung Di Lăng lão tổ trừ tà. Ta nói cái hình nó xấu man dợ, xấu không lối thoát, đang cãi nhau vui thì Kim Lăng, từ đâu chui ra táng ông bán hàng ngã muốn thoát vị đĩa đệm, cậu ta là con trai của Yếm Ly. Có mỗi thằng cháu mà nó hung hăng hết phần thiên hạ, chỉ cần ai nhắc tới cái tên Ngụy Vô Tiện đều bị nhóc ta táng không cần lý do. Vô Tiện định dạy dỗ thằng cháu để nó bớt kiêu căng, ai dè viện binh của nhóc hí hửng chạy tới làm thanh niên bắt giò vát háng lên cổ, mà chạy. Cuộc đời Di Lăng lão tổ trời không sợ đất không sợ, ngoài nóc nhà Vong Cơ ra thì chỉ sợ anh cẩu. Những lúc như thế này thì chỉ cần niệm thần chú, nóc nhà lập tức có mặt giải vây. Kim Lăng cay lắm nhưng sợ Vong Cơ hơn nên rút lui, Vô Tiện lại một nụ cười luôn hé, mồm mép nhanh nhỏ moi thông tin từ lão thầy bói dởm. Nghe lão nói ở ngọn núi đối diện có yêu quái ăn thịt người, với lại Nhiếp gia đã có tông chủ mới, nổi tiếng là Thánh Ba Không, chính là Nhiếp Hoài Tang. Vì sao lại gọi là Thánh Ba Không? Là bởi vì cứ hỏi cái gì cậu ta đều trả lời ta không biết. Vong Cơ hơi tò mò vì sao lão tổ nhà ta lại sợ chó, nó lại là cả một câu chuyện buồn. Hồi nhỏ Vô Tiện hay học đòi idol X-Center đi chọc chó bị cắn, nên bị ám ảnh. Vừa nhắc tới lại có tiếng anh cẩu nghe như cún cưng của Kim Lăng, thanh niên liền núp nhẹ sau lưng nóc nhà, sợ nhưng vẫn muốn hóng hớt. Đi theo tiếng kêu, hai đứa lạc vào một khu mộ xương khói mờ nhân ảnh, chui vào trong hầm mộ, đầu Vô Tiện đau như búa bổ, càng đi lại càng nhức. Anh đem la bàn ra dò đường tìm thằng cháu, trong đống quan tài toàn là đao, không đao thì kiếm. Vong Cơ dùng đàn giao tiếp với linh hồn trong động nhưng không hỏi được gì. Vô Tiện đi theo tiếng đàn để tìm Kim Lăng chỉ đến bức tường, đục tường ra quả nhiên cậu ta ở trong đó, may được các cụ độ nên còn thở. Trên tường còn mấy bộ xương khác nữa, Kim Lăng vừa tỉnh lại đã tự động đứng vào chỗ cũ, cảm thấy không thể ở lại lâu, hai đứa dìu thằng con ra ngoài. Một cái bóng trắng chạy ngang qua, Vong Cơ đuổi theo còn Vô Tiện đưa thằng cháu rời núi tìm một nhà trọ nghỉ tạm. Vừa tỉnh lại Kim Lăng chạy ào ra ngoài làm Vô Tiện đuổi tìm khắp nơi không thấy, té ra nhóc con đã về chỗ giang chừng. Thanh niên sợ bị bắt gặp nên núp vào góc. Thật bất ngờ anh cẩu của Kim Lăng ở bên cạnh, Sukana, chạy ra lộ hết vị trí. Giang Trừng vẫn muốn biết anh có phải Vô Tiện hay không nên bắt tháo mặt nạ, lôi vào quán ngồi, lại còn để anh cẩu ở sát sàn sạt, trông cũng tội mà thôi cứ kệ. Giang Trừng banh họng mắng anh một trận te tua tơi tả, vì anh vẫn chưa nguôi giận chuyện cũ, nghe Kim Lăng nói mình gặp được Ôn Ninh, Giang Trừng trói Vô Tiện lại rồi đi tìm người. Chờ anh đi rồi, Kim Lăng lén thả dây trói cho Vô Tiện dẫn anh đi trốn coi như cảm ơn Triều đã cứu mình. Thằng cậu xin lỗi thằng cháu vì đầu phim gặp nhau đã lỡ lời mắng cậu hơi đau. Vô Tiện đánh ngất Kim Lăng rồi giải bùa chú trên chân giúp cậu. Vừa tỉnh dậy, Kim Lăng thấy người đau đau quay ra ăn vạ Vô Tiện, thế mà bị anh dọa cho một cái đã cong mông bỏ chạy. Vô Tiện quay về chỗ hẹn với Vong Cơ, nhìn một cái là anh biết Vô Tiện bị thương, cả cánh chân đen thùi lùi như bị thối vì ban nãy trị thương cho Kim Lăng. Vong Cơ ngỏ ý để mình cõng mà có người chảnh đóc không chịu, nói nhiều chi bằng hành động. Anh vòng ra phía trước cõng Vô Tiện lên lưng quay về quán trọ tìm Hoài Tang. Đúng là Thánh Ba Không, câu đầu tiên cậu ta nói chính là ta không biết, cứ phải để Vong Cơ đem miếng vải anh nhặt được lúc đuổi theo người ở phần mộ ra. Thêm phần Vô Tiện giảng cho, cậu ta mới thừa nhận chuyện tin đồn yêu quái ăn thịt người trên núi để không ai biết, ở đó có một hầm mộ, cũng như không để ai tới được đó. Còn trong hầm mộ toàn đao là, vì nó sặc mùi sát khí khiến cho các đời gia chủ đều tính khí nóng nảy, cuối cùng là tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử. Những thanh đao đó khi không có chủ nhân khống chế sẽ rất hung hăng, nên cần có yêu quái để cúng tế. Không hiểu sao trong hầm mộ lại có thể trấn được tà ma, nên bao đời Nhiếp gia đều để đao ở đó, ấy thế mà một lần lại bị trộm mộ. Bọn chúng lục tung lên tìm kho báu không may làm kinh động đến thanh đao trấn áp, cái kết là tất cả một đi không trở lại, xương cốt cũng không có, từ đấy lời đồn thứ ăn thịt người lan rộng. Nhiếp gia bắt đầu để lời đồn đó đi xa hơn, phóng đại nó lên như thế sẽ không ai đến gần nữa. Còn chuyện Kim Lăng, chả biết cậu ta làm kiểu gì, mà tự ý lên núi vào hầm mộ rồi tìm được mấy bộ xương cốt của đám trộm mộ. Thế nên mê trận trong hầm khởi động khiến cậu tự chôn mình vào trong bức tường. Hoài Tang là định kỳ đi tuần vô tình trông thấy. Hoài Tang khép đít lại hai thanh niên nhờ họ giữ bí mật siêu quốc gia này giúp mình, nói xong xin lại cái quạt rồi chạy mất dép. Vong Cơ đang định trị cái chân què cho Vô Tiện thì cái túi chứa kiếm linh nhảy như ma làm vì nó có phản ứng với vết thương. Vong Cơ lấy ra một đoạn trúc đục tạm cây sáo đưa cho Vô Tiện để anh trấn nó lại.
mỗi tiếng sáo thôi chưa đủ nên vong cơ, lôi thêm cây đàn ra song nhạc hợp bích mới đủ sức làm dịu được kiếm linh. Càng nghĩ càng thấy kiếm kinh chỉ về phía hầm mộ, nên hai đứa lại dắt nhau tới đó thêm lần nữa. Hoài Tăng đang cho người xây lại bức tường, vữa còn chưa kịp khô lại phải dỡ xuống. Túi kiếm linh vẫn không có phản ứng, nên họ chuyển qua mấy thanh đao để tìm chủ nhân của nó. Khổ nỗi lôi hết đao ra vẫn không có gì. Vong cơ chợt nhớ ra có lẽ kiếm linh này chính là linh hồn thanh đao của Xích Phong Tôn. Năm đó ông bị tẩu hỏa nhập ma đứt hết kinh mạch nhưng không ai thấy xác của ông cả. Không chừng đi theo nó sẽ tìm được xác của Xích Phong Tôn. Hai thanh niên chào Hoài Tăng tiếp tục hành trình đi khám phá bí mật. Vô Tiện lẽo đẽo theo hỏi Vong Cơ, vì sao lúc ở Mạc Gia lại nhận ra nhau mà Vong Cơ không chịu nói. Hai người tạt vào quán rượu quen thuộc, nghe Vong Cơ kể lại, 16 năm trước, đột nhiên Tiết Dương xuất hiện ở Kim Thị, trong khi các thế gia khác muốn trừng trị hắn, tên Kim Tông chủ lại phản đối. Một người còn sống sót duy nhất của Thường gia lại khai rằng Tiết Dương không liên quan đến sự diệt vong của nhà hắn. Đến khi lão Kim chết, Mạnh Giao lên vị trí gia chủ, Tiết Dương mới bị giải quyết, giang hồ đồn là hắn bị Hiểu Tinh Trần trả thù. Sau chuyện đó đến giờ Hiểu Tinh Trần và Tống Lam cũng biệt tăm hơi không xuất hiện nữa. Tự dưng nay Vong Cơ lại nổi hứng làm một ly báo hại Vô Tiện phải dìu lên phòng, thấy anh nằm bất tỉnh nhân sự Vô Tiện xuống dưới nhà làm chuyện lớn, dùng sáo gọi Ôn Ninh. Nhưng Ôn Ninh này lạ lắm, nhẽ ra cậu ấy có thể bóp thiết thành đất, không thể nào lại bị dây xích trói như thế này được. Đã thế thần trí cũng bị kiểm soát, Vô Tiện sờ mó một hồi tìm được hai cây đinh to ủỉnh cắm phía sau đầu Ôn Ninh, rồi rút nó ra. Tỉnh táo lại tâm hồn, Ôn Ninh kể cho anh nghe chuyện hôm đó, cùng mọi người quay về thỉnh tội liền bị Kim Tông chủ nhốt lại. Sau đó thì Ôn Ninh cũng không nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo, thánh kem trộn quỳ xuống xin lỗi Vô Tiện, cũng vì mình mà anh mới thành ra nông nỗi này. Thanh niên nhà ta kiểu quá khứ thì nên để nó ngủ yên, bây giờ cần chặt đứt sợi dây xích to ủỉnh trên người Ôn Ninh trước. Anh định quay về mượn kiếm của Vong Cơ, ai dè quay ra đã thấy con ma men đứng đó, Ôn Ninh nhìn thấy vội bấm nút té còn Vô Tiện dìu Vong Cơ quay về nhà trọ. Khổ nỗi đầu óc ngủ quên 16 năm nên bị mù đường, lỡ ngỡ thế nào lạc đi tận đâu đâu, Vong Cơ thì say bét tè lè nhè còn khùng hơn cả Vô Tiện, ai đời lại nhảy vào nhà người khác túm cổ gà, chưa hết, anh còn khắc luôn tên mình lên cột nhà. Vô Tiện phải lôi mãi mới kéo được anh quay về, cảm thấy có gì đó không ổn, Vô Tiện lên sẵn bùa rồi mới đi vào trong. Quả nhiên có kẻ đột nhập trộm đao linh, Vong Cơ tuy hơi say nhưng không ngán bố con thằng nào cả, quất tới bến với hắn. Vô Tiện dùng bùa trói lại, thấy mùi hơi thua, tên đeo mặt nạ trả lại đao linh rồi lượn mất hút, đường đường là một hàm quang quân sáng ngời rực lửa, mà lúc có men trong người lại y chang con mèo con nũng nịu Vô Tiện đòi uống nước, hỏi gì thưa nấy. Thời tới cản không kịp, Vô Tiện moi móc thông tin, thế mới thấy trong lòng Vong Cơ luôn có một góc cho Vô Tiện. Đang khúc cảm lạnh gần chết mà Vong Cơ lại khệnh khạng lên giường đi ngủ, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm. Sáng hôm sau, Vô Tiện thức dậy hít hà đờ ra ma trên phố chán chê, Vong Cơ mới đi xuống, hơi ngại tí thôi nhưng không sao. Quay về vấn đề chính, tên trộm đeo mặt nạ hôm qua, sợ hắn ta có gì mờ ám, nên hai anh lập tức lên đường đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Đao Linh dẫn họ tới lối đi đến Nghĩa Thành, nghe người dân nói ở đó lắm mùi chết chóc, 10 người thì có 6-7 người chết sớm, ở đó lại còn nổi tiếng làm đổ cõi âm giấy tiền vàng mã, quan tài. Con đường này cũng bị bỏ hoang mấy năm không ai đi vào, sương khói thì dày đặc u ám kém phong thủy. Bỗng có người chạy qua nên Vô Tiện đuổi theo, hóa ra lại là Lam Tư Truy và Kim Lăng, hai đội cùng đi săn đêm trong thành. Nên hợp lại đi chung đi hoài đi mãi không thấy đường ra. Tuy là ở với nhau nhưng hai nhóc đầu đàn suốt ngày cãi cọ, đang hăng thì nguyên một đám người là con rối kéo bầy đến. Vô Tiện bấm tay mà không ăn thua, cũng may Vong Cơ kịp tới xử lý. Mọi người quay xe ra ngoài thì tên mặt nạ lại xuất hiện. Vong Cơ thay mặt đội khách đấu solo với hắn còn Vô Tiện, dẫn mọi người đi tìm chỗ giải độc cho cậu bạn nhỏ trước. Hít khói muốn tắt cái ống dẫn thở mới tìm được một tiệm có người ở, mà bà cụ chủ quán trông còn khiếp sợ hơn cả ma, lại còn khắp nhà treo toàn hình nộm giấy các thứ đồ. Bà ta cho mấy đứa ở cái phòng khách rồi mặt lạnh tanh đi vào trong, Vô Tiện đi theo hỏi bà cho mượn nhà bếp, đá mắt xuống bên dưới thấy bà ta có dấu hiệu chuẩn bị biến hình, gân đen khắp cổ, thanh niên cắp mông đi ra cho lành. Làm gì thì làm cứ phải ăn trước đã, Vô Tiện cùng hai cậu nhóc vào bếp thổi cơm, trong lúc chờ đợi, hai cậu nhóc kể lại mình đuổi theo một cái bóng đen mới đến được đây. Tám chuyện xong cháo gạo nếp cũng chín nhưng mà ăn nó lạ lắm, cay hơn bị người yêu cũ cắm sừng, bỗng bên ngoài truyền tới tiếng động. Kim Tử Lăng ham hố hóng hớt ai dè bị người bên ngoài dọa cho đứng hình. Một cô gái bị mù mặc đồ tang mồm toàn tiết, trên cổ nổi gân đen, tay lò dò cầm cây gậy tình đường. Một lát sau cô ả chạy đi, một người đàn ông áo đen khác lại tới, vừa nhìn Vô Tiện đã biết là Tiết Dương đang giả danh thành Hiểu Tinh Trần. Thanh niên bật tốc hành nhào ra rồi chụp anh vào. Bên ngoài lại xuất hiện cả đàn cả đám con rối, Vô Tiện lại phải xuống tay dán bùa giữ cửa. Ai mà ngờ Tống Lam từ trên mái chui xuống, anh cũng đã bị biến thành con rối. Vô Tiện lấy sáo ra thổi khống chế để đám nhóc trói lấy anh. Nhìn sơ qua thì lưỡi Tống Lam đã bị rút, phía sau đầu cũng có một cây đinh. May quá trong đám nhóc có Tư Truy đã học được chiêu giao tiếp bằng tiếng đàn,
nên hỏi ra được anh ta bị Tiết Dương làm hại, còn người không chế chính là hắn ta. Tiết Dương một nụ cười luôn hé bấm tay, Tống Lam lập tức chuyển chế độ chiến đấu, đám nhỏ bị đuổi hết ra ngoài còn Vô Tiện ở lại. Hóa ra là hắn ta bày ra đủ thứ dụ đám nhóc tới làm con tin, gọi Vô Tiện đến đây, cho đám nhóc ra ngoài để nói chuyện dễ hơn, vì dù sao bọn chúng cũng chưa biết thân phận thật của Vô Tiện. Tiết Dương đưa cho Vô Tiện một túi linh thức vỡ vụn, bắt Vô Tiện giúp mình cứu người này. Em hổ phù vỡ vụn cũng là do hắn ta ghép lại. Tiết Dương cũng đã biết trước sự thật không chỉ có 4 mảnh âm thiết mà là 5 mảnh. Mảnh cuối cùng chính là trong thanh đao ở mai rùa Vô Tiện lấy được. Cũng vì thế mà giang hồ nghi ngờ Vô Tiện lấy đi mảnh của hắn luyện ra âm hổ phù. Đang khịa nhau vui vẻ thì Ôn Ninh và Tống Lam vang nhau tới trước cửa. Dẹp hai thằng nhỏ sang một góc, Tiết Dương vẫn không quên gạ gẫm Vô Tiện cùng mình giao lưu học hỏi giúp hắn. Người ta đã từ chối rồi mà Tiết Dương cứ cầm kiếm sấn sấn đến đòi xiên Vô Tiện bằng được, động vào người của Vong Cơ coi như chú em xui. Đến sớm chi bằng đến đúng lúc, sói ca áo trắng nhà ta đáp đất chỉ, với một chiêu cơ bản đã lấy lại kiếm của Hiểu Tinh Trần mà hắn ta cướp được. Có không giữ mất, Tiết Dương tìm cái mới, với châm ngôn sống, trẻ không tha đàn bà cũng đánh, hắn ta nhào tới một chọi một với Vong Cơ. Bên này chơi sung bao nhiêu, bên kia Ôn Ninh và Tống Lam cũng đang phang nhau nhiệt tình giành danh hiệu thánh kem trộn nhà chị kem Kabi. Người người bận rộn, nhà nhà bận rộn, có mỗi Vô Tiện rảnh hắng nên qua tìm bọn trẻ mò đường đi trốn, chứ ở lại hít khói ung thư hết đường ống dẫn thở. Họ đi theo tiếng gậy tre của cô gái mù tới một nghĩa trang, cô muốn Vô Tiện giúp mình mở nắp quan tài bên cạnh, thật không ngờ bên trong chính là Hiểu Tinh Trần. Vô Tiện mạnh dạn dùng chiêu gọi là cộng tình tuy hai mà một tuy một, mà hai nhập hồn vào trong ký ức của cô gái để tìm ra chân tướng. Câu chuyện quay về 10 năm trước, cô nàng tên là A Tinh, để vật lộn với đời cô chọn khởi nghiệp bằng cách không làm, mà đòi có ăn, đó là ăn cướp, trộm vặt. Tình cờ cô gặp được Hiểu Tinh Trần sau khi anh biến mất khỏi giới giang hồ. Anh đã lấy đôi mắt của mình cho Tống Lam nên mới thành như thế. Tuy là bị cô nàng móc mất túi tiền, nhưng anh vẫn giúp cô thoát khỏi tay hổ báo cáo trồn. A Tinh tính vốn không mê trai, nhưng mà dòng đời đưa đẩy thấy bị hợp cạn nên đã đi theo Hiểu Tinh Trần, cùng anh làm chuyến phượt đường dài quay. Trên đường gặp phải Tiết Dương nằm bất tỉnh nhân sự nên cõng anh ta về băng bó vết thương. Khi ấy Tinh Trần không hề hỏi cũng không quan tâm người được mình cứu là ai, lai lịch như nào. Hôm sau tỉnh lại, Tiết Dương nghi ngờ A Tinh giả mù nên thử cô, cũng manh con nhỏ tỉnh đòn làm liều đi tới, mới tạm thời giữ được bí mật. Tiết Dương lợi dụng đôi mắt mù của Tinh Trần lừa anh giết rất nhiều tà ma, biến người chúng khói độc thành con rối. Cứ thế 3 năm trôi qua, hôm đó Tống Lam đi tìm Hiểu Tinh Trần vô tình ghé qua thành gặp được A Tinh, theo cô về nghĩa trang, thấy kẻ thù lợi dụng bạn thân của mình, máu chó của anh dồn hết lên não. Thay vì đứng cãi nhau như mấy bà thím, Tống Lam chơi lớn táng thẳng một trận với Tiết Dương, thế nhưng anh không chơi lại âm thiết của hắn, cũng vì thế mà bị biến thành con rối. Hiểu Tinh Trần hoàn toàn không biết điều đó, nên đã cầm kiếm nhào tới đâm lòi ngực Tống Lam. A Tinh ở bên chứng kiến tất cả mọi chuyện. Xem tới khúc này, người Vô Tiện dãy đành đạch được đám trẻ gọi dậy mãi mới tỉnh. A Tinh cũng là nạn nhân của Tiết Dương mới bị biến thành vừa mù vừa câm. Không thể ngồi im chờ đợi, Vô Tiện dặn mấy đứa ở lại còn mình đi giúp Vong Cơ xử lý Tiết Dương. Đúng lúc gặp được bộ đôi Ôn Ninh nên anh rút cây đinh trên người Tống Lam ra trước. Tiết Dương lúc này đã bị Vong Cơ nẩng cho thương tích không ít nhưng vẫn còn hơi mạnh mồm. Hắn ta cứ chơi trò lúc ẩn lúc hiện lúc mờ lúc tỏ, lâu lâu lại xuất hiện phía sau lưng để nói chuyện với Vô Tiện. Tiết Dương ném hai cây đinh đến, nhanh như chớp Ôn Ninh chụp lấy ném nó đi rồi lại trốn vào góc nào đó. Vong Cơ phóng kiếm theo tiếng gậy tre chọt thẳng vào bộ máy chủ của Tiết Dương, nhưng kiếm của hắn ta cũng đã nằm trên người A Tinh. Được đà, anh làm thêm một đường xin nốt cánh tay phải của hắn. Anh chàng mặt quỷ xuất hiện lấy miếng âm hổ phủ trên người Tiết Dương, định cứu luôn người nhưng không thành. Đám trẻ chạy tới thì chuyện đã gần xử lý xong xuôi. Vô Tiện bế lấy A Tinh cũng tụi nhỏ đi trước, nhường sân khấu lại cho Tống Lam. Không nói nhiều, anh dứt khoát không một động tác thừa đưa tên Tiết Dương vào sổ đỏ nhà Diêm Vương. Trước khi hắn hẹo, hắn nhớ lại lúc Hiểu Tinh Trần biết được sự thật mình bị lừa. Anh đau đớn, anh gục ngã nên đã cầm kiếm tự cắt Tiết mình. Cho tới khi Hiểu Tinh Trần nằm lạnh ngắt không động đậy, Tiết Dương mới phát điên lên vì cái chết của anh. Cũng chính vì thế mà hắn mới tìm Vô Tiện với hy vọng có thể giúp Hiểu Tinh Trần sống lại. Nhưng giờ thì đã đến lúc đi đầu thai cho kịp lúc. Phía bên kia, Vô Tiện cùng đám nhỏ an táng cho A Tinh xong, Đao Linh lại có phản ứng, thế là anh cũng Vong Cơ quay về nghĩa trang. Tống Lam đang đứng ở đó, Vô Tiện đưa thức linh và cây kiếm của Hiểu Tinh Trần cho anh, sau đó thì chia tay đường ai nấy đi. Vong Cơ và Vô Tiện lại vào việc, họ dùng Đao Linh tìm thấy một chiếc quan tài bị trấn áp bởi pháp trận, quả nhiên sát xích phong tôn và thanh đao của ông ở đó. Xong xuôi tất tần tật, hai thanh niên cùng đám nhỏ đi cháy phố nẹt bô bốc đầu, thấy Vong Cơ đứng gần chiếc đèn lồng thỏ, Vô Tiện xả vai đại gia mua nó tặng anh. Quay về tới trước nhà trọ, nghe Tư Truy nói Lam Hoán đang chờ, nên hai đứa đi vào kể lại chuyện mình đã tìm được sát xích phong tôn cho anh nghe. Ngoài ra còn có chuyện tên mặt quỷ vừa, không những vừa có kiếm pháp của Lam Thị vừa có chút có Kim Thị, mà còn hành tung bí hiểm, giấu giếm thân phận.
Hắn vừa muốn giúp hai người tìm ra xác của Xích Phong Tôn, nhưng lại sợ hai đứa thấy âm hổ phù được Tiết Dương khôi phục. Đang bàn luận sôi nổi thì đám trẻ trong nhà còn nhộn nhịp hơn, té ra là Tư Truy nhắc đến Vô Tiện làm Kim Lăng nổi nóng đập phá đồ. Vong Cơ đứng ngoài liền đi vào dẹp loạn, đợi anh đi rồi, Lam Hoán mới gọi tên Vô Tiện, nhận ra từ trước mà không nói sớm làm lão tổ nhà ta đeo mặt nạ nãy giờ. Vong Cơ vào tới thì đám trẻ đã làm lành, vừa nhìn thấy anh mấy đứa lóc cóc ngồi vào chỗ, ngoan ngoãn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh cầm lấy khay rượu rồi lên phòng tìm Vô Tiện, đấy anh trèo nóc nhà số 2 thì không ai dám nhận vị trí chủ nhật. Hai anh tám về tên trùm đứng sau tất cả mà họ nghi ngờ, với lại cái xác của Xích Phong Tôn thiếu mất đầu nên Vong Cơ muốn cùng Vô Tiện tới Kim Thị một chuyến để làm rõ những gì họ suy đoán. Lúc này Lam Hoán đi vào, anh cũng ủng hộ kế hoạch của hai đứa, tìm được chứng cứ chắc chắn anh cũng không bao che cho dù kẻ đó là ai. Nói là làm, hôm sau, Vô Tiện lại đeo mặt nạ theo Lam Hoán tới Kim Thị, khổ nỗi đang là Mạc Huyền Vũ nên thanh niên phải giả vờ điên khùng không quen ai. Mạnh Giao và chị vợ tên Tần Tố đi vào, nhạc nhẽo các thứ đồ cũng bắt đầu. Đang vui thì Hoài Tang say mềm từ đâu chui ra khóc lên khóc xuống ăn vạ khắp nơi. Cũng không biết thân phận Mạc Huyền Vũ đã làm gì khiến người Kim Thị nhìn Vô Tiện với ánh mắt kỳ lạ, không hiểu sao. Thanh niên nhờ Vong Cơ trông chừng giang chừng giúp mình, còn anh thử đi thăm dò tình hình, lỡ ngỡ thế nào gặp phải Kim Xiển cứ đòi xanh chín với mình, may là có Kim Lăng đứng ra bảo kê. Nghe phong phanh thì Mạc Huyền Vũ bị quét ra khỏi Kim Thị, đã thế lại còn bị gắn mác đeo bám vợ của Mạnh Giao. Đám người của Kim Xiển cứ sấn sấn tới làm Vô Tiện, vốn định không tạo nghiệp mà vẫn phải ra tay, chỉ với vài đường quyền cơ bản, hai cậu cháu đã đánh cho Kim Xiển xong mông bỏ chạy. Kim Lăng nhắc nhẹ Vô Tiện tốt hơn là mang cái thân Mạc Huyền Vũ đi xa ra, chứ để tiểu sư thúc Mạnh Giao của cậu nhìn thấy lại hiểu lầm, còn nếu không chịu đi thì cậu sẽ gọi anh cậu tới. Vô Tiện nghe đến khúc này bấm ngay nút lượn về với Vong Cơ, nói chung thì nơi bình yên nhất là về bên anh. Thanh niên bày đặt làm miếng rượu giả vờ say rồi để lá bùa chọc Vong Cơ. Nhiệm vụ của nó là đi tìm kiếm manh mối, nhận lấy tín hiệu từ vũ trụ, lá bùa len lỏi lượn lờ chạy khắp nơi rồi tới phòng của Tần Tố. Trông cô nàng có vẻ hơi tụt sức sống, hai vợ chồng nhà này đang cãi nhau, vì nội dung trong bức thư tố cáo Mạnh Giao đã làm ra chuyện động trời gì đó. Còn chuyện gì thì không ai chịu bật mí, cả lá thư cũng bị hắn ta hóa cho. Mạnh Giao năn nỉ vợ nói cho mình người đã đưa lá thư cho cô nhưng Tần Tố từ chối trả lời. Nghe phong phanh ngoài chuyện đó ra, còn có cả chuyện Mạnh Giao tự hại chết con trai mình để giành được vị trí tông chủ. Moi không được thông tin, hắn ta đánh ngất luôn cô vợ, sau đó đưa cô đi vào mật thất sau tấm gương. Lá bùa tranh thủ dòm ngó xung quanh vô tình bị Mạnh Giao phát hiện, cứ nghĩ bị lộ rồi, hóa ra lại phát hiện thêm một bí mật động đất hơn nữa, thủ cấp của Xích Phong Tôn ở sau tấm màn trên giá. Lá bùa vừa chạm vào cái bộ máy chủ, Vô Tiện ở nhà liền giật đùng đùng vì anh lại dùng chiêu cộng tình. Trong ký ức của Xích Phong Tôn, từ lần đầu ông gặp Mạnh Giao đã là một câu chuyện buồn. Tuy là con rơi con rớt của Kim Tông chủ nhưng Mạnh Giao luôn bị người khác coi thường vì mẹ cậu là tình một đêm. Xích Phong Tôn đã dạy cho đám người nói xấu Mạnh Giao một bài học, cho anh lên làm phó tướng ở bên cạnh mình. Cho tới ngày Nhiếp Gia bị Ôn Triều tấn công, ông lại tận mắt chứng kiến Mạnh Giao đâm lòi người của mình. Sau đó là chuyện diệt Ôn Nhược Hàn, bắt đầu từ đó Xích Phong Tôn đã bắt đầu nghi ngờ Mạnh Giao, thế nhưng vẫn bị hắn ta dùng tiếng đàn hàng ngày làm cho nội thương. Có một lần, hai người cãi nhau to vì chuyện của Tiết Dương, càng cãi mâu thuẫn càng to bự chảng. Xích Phong Tôn thẳng chân đạp Mạnh Giao lăn mấy chục vòng sứt đầu mẻ trán. Lúc ông định đi thêm một đường quyền nữa thì trong người có hiện tượng lạ. Cũng vì thế mà ông bị tẩu hỏa nhập ma đứt hết kinh mạch. Thấy Hoài Tang chạy tới, Mạnh Giao lập tức vào vai người em hiền lành tốt bụng thảo mai không biết chuyện gì cả. Đáng sợ hơn, hắn ta cấu kết với Tiết Dương dùng âm hổ phù biến Xích Phong Tôn thành con rối, vì không khống chế được nên trực tiếp chặt ra làm hai khúc. Đến chỗ này, lá bùa bị Mạnh Giao phát hiện, hắn ta lia đôi mắt lựu đạn tới, may được các cụ gánh oằn cả lưng mới trốn về được tới trước cửa. Vong Cơ đỡ lấy nó rồi gọi Vô Tiện dậy, thanh niên thở hổn hển kể cho Vong Cơ rồi cùng anh tới chỗ mật thất. Trên đường tới đó gặp được Lam Hoán nên cùng đi, đã gấp thì chớ còn bị Kim Lăng giữ cửa, thêm một đàn một đống đệ tử Kim Thị vây lấy. Mạnh Giao đã có sự chuẩn bị trước, một nụ cười luôn hé đi tới, nhất quyết không chịu mở mật thất, tên Tô Thiệp thấy nhộn nhịp nên cũng xách mõm tới góc vui. Mạnh Giao dẫn mọi người vào trong mật thất, Tần Tố vẫn ở đó nhưng đầu của Xích Phong Tôn đã bị giấu mất. Bằng một thế lực nào đó, Tần Tố mở mắt dứt khoát cầm lấy con dao đâm thẳng vào bụng đang xuất khỏi thế giới. Mạnh Giao cứ phải gọi là diễn viên điện ảnh có triển vọng, diễn một màn lâm ly bi đát khóc thương các kiểu con đà điều đòi mọi người giải thích vì sao lại muốn vào mật thất. Lam Hoán chỉ có thể kể chuyện Vong Cơ tìm được cây đao và thi thể không nguyên vẹn của Xích Phong Tôn. Mạnh Giao lật mặt quay qua giận lẫy vì bị nghi ngờ, hướng mũi nhọn về phía Vô Tiện rút kiếm nhào tới. Tô Thiệp cũng định chơi chung nhưng bị Vong Cơ ngăn lại. Vô Tiện bị ép nổ sờ kêu lộ mất thân phận, đang không biết bị làm sao thì Vong Cơ nắm lấy tay anh chạy ra ngoài, bật chế độ bay lên tẩu thoát. Khổ nỗi đang ở trong Kim Thị nên người hơi đông trốn không nổi, chẳng mấy chốc kiếm đã chĩa đầy người. Vô Tiện cũng chẳng còn gì để giấu, anh bỏ mặt nạ xuống,
Mặc kệ Mạnh Dao nói gì, Vong Cơ tình nguyện đi ra bảo vệ người của anh, đơn giản là vì chúng mình vẫn mãi là một đôi. Dẫu biết nếu đánh trận này, thanh danh Hàm Quang Quân bao năm qua sẽ bay màu, Vong Cơ vẫn chọn cùng Vô Tiện Song Kiếm hợp Bích Phang bỏ mạng thằng nào dám nhào tới. Qua được ải đầu nhưng tới ải Kim Lăng, thì nghe mùi hơi khó vì thằng nhỏ coi Di Lăng lão tổ là kẻ thù giết hại cha mẹ mình. Kim Lăng thẳng tay đâm Vô Tiện một nhát hộc máu, Vong Cơ vội đỡ lấy anh rồi bấm nút lượn, ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng. Chạy ra đến bìa rừng, cảm thấy không ổn nên Vong Cơ dừng lại khí tụ đan điền trị thương cho Vô Tiện trước. Lúc Vô Tiện tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, vì bị đâm lòi ruột nên ngồi dậy có hơi khó khăn. Vết thương ở bụng thì tạm ổn, còn vết sẹo bùa chú trên tay e là khó xơi, bởi vì kẻ thù cuối cùng của Mạc Huyền Vũ chính là Mạnh Dao, chỉ khi hắn chết, bùa này mới được giải. Sâu hết các mắt xích lại, Vô Tiện nghĩ Mạc Huyền Vũ biết được bí mật của Mạnh Dao, nên mới bị hại đuổi ra khỏi Kim Thị. Còn người gửi thư cho Tần Tố và cả người dẫn anh tìm thấy Xích Phong Tôn, có lẽ cũng biết được bí mật đó. Tự dưng Vô Tiện nhận ra mình đang ở Lam Thị, còn chưa kịp sợ bị Lam Hoán biết thì anh đã đi vào. Thằng em thì tin Vô Tiện, còn thằng anh vẫn có niềm tin không lung lay với Mạnh Dao. Nhưng tạm thời trong lúc sự thật chưa được phơi bày, Lam Hoán vẫn đồng ý để hai người ở lại. Vô Tiện chưa thể chứng minh mình vụ cái đầu, nhưng nguyên nhân khiến Xích Phong Tôn tẩu hỏa nhập ma ngoài là do đao linh ra, một phần còn là do khúc nhạc Mạnh Dao hàng ngày đàn trong lúc Xích Phong Tôn luyện công. Vô Tiện thổi lại y chang những gì mình còn nhớ, quả nhiên trong khúc nhạc đó hắn ta đã cố ý thổi sai một đoạn, Lam Hoán dẫn hai đứa nhỏ xuống mật thất, ở tàng thư các để tìm in tư của đoạn nhạc sai. Anh đưa một cuốn nhạc phổ cho Vong Cơ thẩm vài đường, chẳng mấy chốc đã tìm ra. Nghe Lam Hoán nói tà khúc này một khi kết hợp với linh lực nhẹ thì sẽ làm người nghe thay đổi tâm trạng, trở nên cáu gắt bực dọc, ốm yếu gầy gò, nặng thì trong 3 tiếng có thể lấy đi mạng người. Rất có khả năng Mạnh Dao đã dùng đoạn tà nhạc này kết hợp nhuần nhuyễn với khúc nhạc an thần, phòng khi sau này lộ ra hắn cũng sẽ không bị nghi ngờ. Lam Hoán có hơi sốc vì trong mắt anh, Mạnh Dao là một người thông minh tài giỏi hiền lành nhịn nhục, thế mà bây giờ lại thành ra như thế, nên anh vẫn chưa dám tin Vô Tiện hoàn toàn. Tới tối, Vong Cơ đi gặp thúc phụ, còn Lam Hoán đưa Vô Tiện về tịnh thất nghỉ ngơi. Nhân lúc không có Vong Cơ, Vô Tiện đã hỏi anh về những vết sẹo trên người cậu ấy. Nghe Lam Hoán kể mới biết, 16 năm trước, trong trận đấu huyền thoại, Vong Cơ đã một mình đứng về phía Vô Tiện, gây ra không ít phiền toái làm thúc phụ nổi giận mang anh về phạt 300 roi tiên giới, đính kèm hối lỗi 3 năm trong động băng không được rời núi. Trong suốt những năm đó, Lam Hoán đã ngỏ lời khuyên nhưng anh vẫn một lòng tin tưởng Vô Tiện, xem cậu là tri kỷ. Sẵn nói anh cũng kể luôn, cha anh trong một lần đi săn đã va phải con đĩ tình yêu với mẹ anh, thế nhưng bà ấy lại giết chết ân sư của ông. Nhưng vì tình yêu quá lớn, ông ấy vẫn cố chấp cưới bà, sau đó là để bà ở lại chỗ này, còn ông xây thêm một ngôi nhà khác nhốt mình trong đó, không màng sự đời. Cho tới khi có hai anh em, ông bố giao cả hai cho thúc phụ chăm sóc, cũng vì chuyện mẹ anh mà Lam Tông chủ thêm phần ghét tà ma ngoại đạo. Ngày nào Vong Cơ cũng tới thăm mẹ, cho đến một ngày, thúc phụ nói họ không cần phải đến đó, thế nhưng Vong Cơ vẫn cố chấp tới đây, chỉ là không còn có mẹ ra mở cửa nữa. Thế nên năm đó, khi thấy Vô Tiện luyện ngụy đạo, Vong Cơ mới ra sức ngăn cản, tuy cậu không nói ra ngoài, nhưng Lam Hoán hiểu được sự sợ hãi và đau khổ trong lòng thằng em. Lúc này Vong Cơ về tới, trên tay còn cầm rượu men lá đặc sản, nó lại quá ư là hợp ý Vô Tiện nhà ta. Thanh niên định cảm ơn anh một câu, mà thấy nó xến quá không nói ra miệng được nên lái sang chuyện khác. Vụ tiếng sáo kỳ lạ chen vào lúc mọi người phang nhau tới tả. Trong trận đấu 16 năm trước, nó đã làm thay đổi lệnh sáo trần tình của Vô Tiện, khi đó Lam Hoán và Vong Cơ đều nghe được, chỉ là không biết ai làm. Tự dưng trời lại đổ tuyết nên hai anh chuyển địa điểm nói chuyện, với Vô Tiện bây giờ cũng chẳng muốn nhắc tới chuyện cũ, dù sao cái tên Di Lăng lão tổ của anh cũng gắn liền với tiếng xấu, anh chỉ cần vò rượu cùng người tri kỷ luôn tin tưởng mình thôi. Sáng hôm sau, Mạnh Dao tới tận nhà hỏi tình người, muốn Lam Hoán mở cửa núi để hắn lục soát. Hơn nữa hắn ta còn nói trên đường tới động phục ma của Vô Tiện, xuất hiện rất nhiều con rối, nên Mạnh Dao đã gọi các thế gia họp nội bộ bàn tính vụ này. Lam Hoán theo Mạnh Dao về Kim Thị, còn đôi bạn trẻ tới phục ma động chia nhau ra thăm dò tình hình. Hai anh cũng không quên chào các bạn thỏ dưới chân núi rồi mới xuất phát. Đường đã xa thì chớ, đứa thì ngồi phè phỡn trên lưng lừa, đứa thì phải quốc bộ dắt. Khung cảnh này thật làm con dân động hủ ấm lòng ấm dạ. Vừa hay khát nước thì gặp được nhà dân nên hai đứa tạt vào xin ăn ké một bữa mà không ai ở. Một lát sau gia chủ mới về đến. Cô gái này là ai thì Vô Tiện không nhớ, nhưng cái tên Miên Miên lại rất có ấn tượng, thì ra là người quen cả. Năm đó vì bênh Vô Tiện mà Miên Miên đã rời Kim Thị về quê trồng rau nuôi cá lấy chồng đẻ con. Vô Tiện hào phóng mừng tuổi cô bạn nhỏ, còn tiền ở đâu thì chắc chắn là trong cây ATM chạy bằng cơm của anh đứng phía sau rồi. Bỗng có tiếng động nên đôi bạn trẻ chào ra chủ đi hóng hớt, cứ tưởng ma quỷ phương nào, té ra lại là Ôn Ninh vẫn luôn đi theo hai người. Thấy vào đó lâu quá chưa ra, sợ họ gặp nguy hiểm nên mới hú vài câu. Dọc đường cũng là Ôn Ninh dẹp đám con rối bảo vệ hai đứa. Khổ thân thằng bé làm biết bao nhiêu chuyện, dù sao cũng không biết đi đâu tiếp theo nên Ôn Ninh theo chân đôi bạn trẻ làm anh lái xe dắt lừa.
Mới tới chân núi động phục ma thôi, con rối đã đông như chảy hội, bức tường cao cũng bị phá, lên đến nơi chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát. Từ sau khi Vô Tiện chết lần một, nơi này đều bị hủy hoàn toàn, đến cái đầm sen mà cũng không tha. Chỗ người ta đang ôn lại kỷ niệm xưa, mà đám con rối cứ nhào ra đòi đi đường quyền làm vong cơ, và Ôn Ninh phải gồng lên chiến. Linh lực của Vô Tiện bây giờ bị hụt phân nửa nên có cầm kiếm cũng không đủ sức phang. Vào tới trong động mới thấy đám Kim Lăng và Tư Truy bị trói đầy xếp bên trong. Người bị trói nhưng mồm vẫn như tép nhảy nói xấu đủ thứ trên đời. Vừa nhìn thấy Vô Tiện lại rụt hết gan, thêm phần Ôn Ninh cầm kiếm tạo hiệu ứng nữa thì ối rồi ôi luôn. Sao mà căng thế các bạn nhỏ, Ôn Ninh chỉ cởi trói cho thôi chứ ai thèm làm gì đâu. Nghe kể thì là có đám đeo mặt nạ trói đám nhỏ lại. Mới đầu chúng nó còn nghi ngờ là Vô Tiện thuê người làm, mà giờ ngẫm lại có hơi sai, vì Ngụy công tử nghèo sập dàn mồng tơi, tiền ăn chưa có tiền đâu thuê người. Thấy Kim Lăng lại gần, Vong Cơ liền lấy thân mình ra che cho nóc nhà. Ôn Ninh dẫn đầu mở đường ra dẹp lối, khổ nỗi bị Giang Trừng nẩng cho ngã lăn lóc. Các thế gia đã kéo nhau tới đầy trước cửa động, đám nhỏ lóc cóc chạy về tem mình, còn Vong Cơ thì không, mặc kệ ai nói gì anh vẫn cứ là ở bên nóc nhà của anh. Nghe đám này nói Mạnh Giao bị thương, đương nhiên tất cả đều cho rằng là Vô Tiện làm, tự dưng có tiếng mà không có miếng nào nghĩ cũng cay. Hoài Tang hí hửng tới góc vui, nhưng là đến cho đông đủ thôi chứ cậu ta vẫn là thánh ba không chẳng biết gì. Vô Tiện nhập vai Hoa hậu Phương Nga tự biện minh cho mình, vụ Xích Phong Tôn và một vài đứa gia ma khác anh không làm người khác không, thế thì ai làm chị có thể là chị Phương. Đang cãi nhau hăng thì nguyên một đàn con rối lại kéo đến, linh lực của tất cả mọi người đều bị hụt một cách thần kỳ khiến ai nấy đều bị đả thương. Tư Truy gọi mọi người vào trong động trốn mà cái tên Tô Thiệp không thèm vào, mặc kệ đứa nào muốn chơi gì, Hoài Tang vào trong trước. Lần lượt mọi người ngộ ra chân lý nên đi theo, chờ họ vào hết, Ôn Ninh mới dùng thân mình chặn cửa. Lam tông chủ thay sửa lại bùa chú nên tạm thời an toàn, ai nấy đều đổ cho Vô Tiện hạ độc nên tất cả mới mất linh lực. Vô Tiện chỉ khiêm tốn giải thích thế mà cái tên họ Tô cứ chen vào, nghe ngứa mông nên Vong Cơ khóa mõm hắn lại. Nói sơ qua về cái tên Tô Thiện, này thì là bị đuổi khỏi Lam thị tự lập ra môn phái mới, học ăn học nói lại học đâu thói đạo ý tưởng của người ta. Có 10 chiêu võ thì cũng ít nhất 7 chiêu đạo của Vong Cơ, nghe họ cãi nhau Vô Tiện, suy luận ra nguyên nhân khiến mọi người bị hụt linh lực chính là vì cây đàn của Tô Thiện. Trong lúc người khác hăng say diệt con rối, hắn ta lại đàn lái sang khúc nhạc khác khiến người nghe bị mất linh lực tạm thời. Kế hoạch mà Tô Thiện và chủ nhân của hắn chính là lén bắt giữ đệ tử của các nhà khiến nhiều người đổ dồn về đây, nhân vật chính lại lấy cớ bị thương không tới. Sau cùng là trong ứng ngoại hợp, hàng ngàn người hẹo trên địa bàn của Di Lăng lão tổ thành công đổ vỏ cho anh. Cái lần Vô Tiện dùng bùa lẻn vào mật thất của Mạnh Giao, dại gì mà không chụp thứ gì đó, may mắn thế nào anh lại nhặt được đoạn nhạc phổ bị hắn trôm được ở Lam thị. Vô Tiện định đưa nó cho Lam tông chủ xem thì Tô Thiện có tật giật mình phóng ám khí đen cho hắn bị Vong Cơ chặn lại được, lại còn lộ ra duy chỉ mình hắn là còn linh lực. Bị nói trúng tim đen, Tô Thiện phá trận pháp rồi bấm nút té, cánh cửa mở ra con rối tràn vào, Ôn Ninh ra ngoài chiến trước, còn Vô Tiện giải thích nốt việc Tô Thiện có âm hổ phù, hắn ta cũng chính là tên đeo mặt nạ quỷ. Một mình Ôn Ninh không ngăn nổi đám con rối nên Tư Truy và Kim Lăng ra giúp một tay, Vô Tiện dùng thân mình vẽ bùa, anh dặn mọi người lát nữa không được đánh chỉ được chạy. Nói rồi anh cùng Vong Cơ đi ra dụ chúng qua chỗ khác, tiếng sáo vừa vang lên, con rối vu vào người anh. Ôn Ninh đưa mọi người xuống núi, đúng là một vài thế gia chỉ có danh anh hùng dỏm, thoát khỏi nguy hiểm liền định lên kế hoạch tự tìm chỗ an toàn cho mình mặc kệ nhóm của Vô Tiện. Có Tư Truy là quay lại, cũng may là ba người đã đuổi đến phía sau, Vô Tiện hao sức đến đi cũng không nổi nữa. Mọi người cùng nhau xuống núi ra bến thuyền, Ôn Ninh cứ cảm thấy Tư Truy có gì đó rất quen thuộc giống với Ôn Uyển, nên đi tới bắt chuyện với cậu. Ôn Ninh đem ra món đồ chơi mà hồi nhỏ Ôn Uyển thích tặng cho cậu, Tư Truy cũng có một con, anh định sờ mó mặt một chút mà Kim Lăng cứ rút kiếm làm tụt hết cảm xúc. Vô Tiện đang trị thương nghe thấy tiếng ồn liền chạy ra, Kim Lăng nhớ lại chuyện cũng ngồi sụp xuống khóc bù lu bù boa. Giang Trừng gọi thằng cháu lên thuyền về Vân Mộng Giang thị nhưng anh vẫn chưa nguôi giận, từ chối rủ Vô Tiện về cùng. Không cho về anh vẫn cứ thích về, Ôn Ninh hiểu chuyện đứng chờ bên ngoài, thấy thế Tư Truy ở lại chơi cùng anh. Vô Tiện chần chừ hồi lâu mới bước qua cổng nhưng lại không được phép vào trong đại sảnh, thấy anh ngồi ngoài như con ghẻ trông cũng tội, Giang Trừng mới cho vào. Anh dẫn theo hai cô gái là khách vừa tới, che mặt là Tư Tư. Bên kia là Bích Thảo, Tư Tư kể lại cho họ nghe câu chuyện 11 năm trước, mình được gả vào một gia đình giàu có, ai ngờ bà vợ của tên giàu có đó đã sai người rạch mặt cô. Mất nhan sắc, cô không theo nghề cũ được mà cùng hội chị em vào làm thêm ở lầu Ngưng Bích. Hôm đó có kèo việc nhẹ lương cao, ai ngờ tới nơi mới biết khách hàng là Mạnh Giao, hắn cho cả đám vào phục vụ cha của mình, cũng là Kim Tông chủ nhưng ông ta bị trói chặt chân tay nằm trên giường. Cứ thế lão Kim bị chính con trai của mình, hại theo cách không thể thê thảm hơn được nữa. Hội chị em bị xử sạch duy chỉ có Tư Tư được tha chết nhưng bị nhốt lại, nhốt cái là cả 10 năm trôi qua. Cho đến gần đây cô đột nhiên được một người cứu ra, còn Bích Thảo là người hầu của Tần Tố, nhà họ Tần là thuộc hạ của Kim Thị.
sau khi tiểu thư của cô và Mạnh Giao kết hôn, lão phu nhân mắc tâm bệnh, trước khi nhắm mắt bà ấy đã nói ra siêu bí mật, Tần Tố và Mạnh Giao là anh em ruột. Kim lão tông chủ hám gái mê đắm nhan sắc của phu nhân đã hấp diêm bà, ông ta không hề nhớ Tần Tố là con gái mình. Trước đêm làm lễ, bà phu nhân tới tận nhà nói ra sự thật, thế nhưng Mạnh Giao biết mà vẫn cưới. Giờ thì mọi người đã hiểu vì sao con trai của hắn bị hại chết non, cô ta cũng là người viết lá thư cho Tần Tố đêm hai vợ chồng cãi nhau. Vô Tiện thấy cô nàng đang nói dối gì đó, nên dùng kinh nghiệm 20 năm xem Conan ra phán vài câu, nhưng chẳng ai để ý, mà quay ngược ra chửi Mạnh Giao đủ thứ đòi đánh bắt sống hắn ta. Xong cái quay ra gọi Vô Tiện ngọt xớt, nịnh bợ các kiểu con đà điều nhờ anh giúp, thanh niên kiểu ai rảnh má ơi việc ai nấy làm đi. Đôi bạn trẻ rời khỏi đó ra ngoài dạo vài vòng, vừa quang hợp vừa suy nghĩ người giúp tư tư, rồi thì người viết thư cho Bích Thảo là ai. Đi ngang qua từ đường, hai đứa vào trong thắp một nén hương cho vợ chồng Giang Thúc, ấy thế mà bị Giang Trừng chửi cho như cờ hó. Sức chịu đựng của Vô Tiện có giới hạn, anh tức quá túm cổ Giang Trừng, nhưng nghĩ đến đang ở từ đường nên gọi Vong Cơ rời đi. Có một vài hiểu lầm giữa hai người nhưng Vô Tiện không muốn giải thích vì chưa phải lúc, anh đã muốn rời đi rồi mà Giang Trừng cứ đuổi theo. Vô Tiện choáng nhẹ máu mũi chảy ra nên Vong Cơ dìu anh đi, thế mà Giang Trừng vẫn vụt roi điện tới, lần đầu Vong Cơ đỡ được, khúc này Tiện ca ca xỉu ấp xỉu đao ngã vào lòng trai đẹp. Tới lần thứ hai Ôn Ninh nhào tới đỡ một đòn, mặc cho bị đánh ngã dập mông, Ôn Ninh vẫn cố gắng đứng lên đưa thanh kiếm của Vô Tiện cho anh. Giang Trừng rút ra rất nhẹ nhàng, bởi vì kim đan trong người Giang Trừng chính là của Vô Tiện nên kiếm đã nhận anh. Nhớ lại ở phần trước, Giang Trừng lên núi tìm tán nhân chữa bệnh, khi ấy không phải tán nhân mà là Ôn Tình. Cách mà họ dùng chính là rút kim đan của Vô Tiện rồi đổi nó cho Giang Trừng. Câu chuyện về tán nhân chỉ là Vô Tiện lừa anh mà thôi. Không có kim đan, linh lực không còn, một khi rút kiếm ra chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi. Vô Tiện không dùng được kiếm nữa, cũng vì thế mà phải luyện pháp thuật trở thành Di Lăng lão tổ bị người đời khinh ghét. Giang Trừng nghe xong nước mắt đẫm mí, sốc đứng không vững, Vong Cơ cũng y chang, tay anh nắm chặt kiếm đập xuống sàn rồi dìu Vô Tiện rời đi. Ôn Ninh nhặt thanh kiếm lên đưa nó cho Giang Trừng, anh ta lờ tờ mờ như con gà mái hoa mơ cầm lấy kiếm chạy ảo đi. Ôn Ninh lên thuyền đưa đôi bạn trẻ rời khỏi Vân Mộng, cậu nhờ Vong Cơ đừng kể lại chuyện hôm nay cho Vô Tiện, nghe vì Vô Tiện đã cảnh cáo cậu không được nói ra ngoài. Ôn Ninh cũng cảm ơn Vong Cơ vì đã chăm sóc Tư Truy, thằng nhỏ cũng chính là Ôn Uyển. Năm đó, những người còn lại của Ôn Thị bị hóa cho, Vong Cơ đến động phục ma tình Vô Tiện tình cờ cứu được thằng nhỏ, Ôn Uyển lên cơn sốt cao nên bây giờ không còn nhớ chuyện cũ nữa. Còn chuyện rút đan, trước khi lên núi, Ôn Tình đã bào chế rất thuốc mê để giảm đau nhưng sau này cô mới biết, mấy thứ thuốc đó không có tác dụng gì cả. Suốt một ngày hai đêm, Vô Tiện phải trải qua cơn đau thấu xương, lần hoán đan này kết quả thành công chỉ có một nửa. Ôn Tình vốn dĩ nhất quyết không giúp, là Vô Tiện bám theo ăn vạ, anh ấy như nào cũng được, chỉ là Giang Trừng quá hiếu thắng quá coi trọng được mất, cuối cùng Ôn Tình mới đồng ý. Vô Tiện vừa tỉnh lại đã dỗ Vong Cơ đừng để bụng chuyện bị Giang Trừng mắng ở tế đường, thấy mình ở giữa hồ sen làm thanh niên nhớ sư tỷ lắm. Anh với tay ngắt đài sen ăn mà bị Vong Cơ mắng vì sen này của nhà người ta, ấy thế mà hai giây sau, tự tay Vong Cơ bứt lấy một đài đưa cho Vô Tiện làm thanh niên ngớ cả người, cũng là một nhưng là một đống. Đang nhai ngon lành thì có con bươm bướm truyền tin bay đến báo Mạnh Giao đã tới Vân Mộng, còn Lam Hoán vẫn chưa có tin tức gì. Vô Tiện nhớ ra mình đã nhìn thấy khế đất Vân Bình Thành, ở trong mật thất của Mạnh Giao, thế nên mấy đứa thẳng cánh cò bay tới đó. Vào tới trong thành Ôn Ninh luôn là gương mặt hút khách được đám nhỏ vây quanh nên Vô Tiện nói cậu về quán trọ chờ mình. Chỗ mà Mạnh Giao mua lại là một miếu Quan Âm, Vong Cơ nhìn qua đã biết có trận pháp đang trấn áp vật gì đó. Nghe mấy sư thầy nói từ mai miếu sẽ đóng cửa 3 ngày trùng tu lại, đợi đến khuya, bộ ba hoàn cảnh lại tới đó. Vô Tiện dặn Ôn Ninh canh ở ngoài, nếu như thấy mình mãi không ra thì đi tìm Giang Trừng báo tin. Nói rồi anh cùng Vong Cơ vòng ra cửa sau, hai người vừa đi, phía trước khói đen đã mù kín nên Ôn Ninh chạy đi xem thử. Phía bên Vô Tiện, quả nhiên trong miếu toàn là người của Kim Thị, Lam Hoán cũng có mặt ở đó, lỡ ngỡ thế nào Kim Lăng lại chạy tới trước cửa, anh cẩu thì sủa không ngừng. Lại còn được thanh niên nghịch y chang cậu nó, tò mò trèo tường ngó vào trong, Su Cà Na suýt ăn chục mũi tên. May có Vô Tiện phản ứng nhanh ném sáo qua chắn giúp rồi nói cậu mau chạy đi, thế là lộ luôn vị trí. Đã chơi thì chơi tới bến, hai thanh niên nhào ra luôn, tẩy tính không bằng máy tính, Vô Tiện bị Mạnh Giao túm được. Lam Hoán trúng kế của hắn ta, linh lực không còn, lực bất tòng tâm không giúp gì được, đã thế cả Kim Lăng cũng bị tóm nốt. Vong Cơ định nhân cơ hội Mạnh Giao, không để ý mà cứu Vô Tiện nhưng không thành, chỉ có thể bỏ kiếm xuống. Hắn ta còn được voi đòi hai bà trưng bắt Vong Cơ tự phong ấn linh lực, trời chuẩn bị mưa nên mấy đứa được vào trong ngồi. Phía sau người của Mạnh Giao đang hoạt động hết công suất đào cái gì đó, gió thổi như tát vào mặt, 2 phút sau Tô Thiện lôi Cổ Hoài Thương đến góc vui. Vừa hay Vô Tiện mồm mọc ra non có người cho anh khịa, tên họ Tô bị anh chọc cho sôi máu, khúc gay cấn chuẩn bị toang thì Giang Trừng xuất hiện như một vị thần. Người gì mà tính nóng như kem vừa vào đã mắng thằng cháu cái tội chạy lung tung.
anh cẩu cũng vào theo dí Tô Thiện chạy tụt háng. Ở một góc nào đó, Di Lăng lão tổ đang khép nép sau cánh tay người đẹp trông thật là yếu đuối. Mạnh Dao nổ sở kêu tiếng đàn thần sầu solo, với roi điện thần trưởng gay cấn đến từng phút, hai cái âm thanh này kết hợp tạo nên màn tra tấn lỗ tai người cổ vũ. Nói nhiều với cái tên đội mũ chỉ tổn mất giá trị mà Mạnh Dao cứ mồm đớp lia lịa đánh vào tâm lý Giang Trừng, lại còn chọc vào vụ kim đan. Mọi người đã nhắc nhẹ rồi mà Giang Trừng vẫn trúng chiêu, anh bị nói cho người cứ run lên, thời tới cản không kịp, Mạnh Dao rút kiếm lao lên, tấn công dồn dập. Giang Trừng hết đỡ bên này thoạt bên kia rồi thì đỡ cho Vô Tiện, rồi lại trúng ngay một chưởng. Đội bên trong đã đào được một góc nên Mạnh Dao chạy vào xem. Vô Tiện khúc này vẫn hoang mang vì không hiểu tại sao Giang Trừng lại biết chuyện kim đan, còn Giang Trừng thì mặt căng đét không cho Vô Tiện nói gì cả. Cứ tưởng Giang Trừng sẽ có cái nhìn khác, không hậm hệ với Vô Tiện nữa mà anh ta cứ phải thích cãi nhau một trận. Mắng thế thôi nhưng rồi vẫn là lời xin lỗi đến từ đáy lòng, cuối cùng thì mâu thuẫn giữa hai người cũng được giải quyết. Bỗng dưng người phía sau bức tượng kêu gào thảm thiết, một mùi hôi thối bốc ra, Mạnh Dao bị thương ở bàn tay trông gớm chết. Băng bó xong hắn ta lại chạy vào trong, hóa ra thứ hắn đào là một cái quan tài bên trong có xác của Xích Phong Tôn đã được khâu hai phần lại. Nhìn mặt Mạnh Dao tái mét, thứ hắn đào không phải cái này mà đã bị nhân vật bí ẩn cháo mất. Mạnh Dao đã hốt thì chớ Vô Tiện, còn đừng bên thêm mắm thêm muối dọa hắn ta run như cầy sấy. Hắn ta lấy lại tinh thần, trói mọi người lại, nhưng cũng vì thế mà thêm một bí mật được bật mí. Người đứng sau vụ thảm sát Kim Tử Huân và Kim Tử Hiên chính là Đo Mạnh Dao, sai Tô Thiện làm rồi đổ hết tội lên người Vô Tiện. Đã làm gì Lăng lão tổ nhà ta chịu oan bao nhiêu năm thì chớ, giờ còn vênh cái mặt cho rằng mình làm thế là đúng. Gạt vội giọt nước mắt, Vô Tiện đá qua chuyện Xích Phong Tôn, dọa Mạnh Dao vài câu, không có sáo thì vẫn còn mồm. Anh huýt vài hơi dùng một chút oán khí sờ mó đụng chạm chơi đùa với hắn ta. Bằng một cách thần kỳ Lam Hoán khôi phục được linh lực rút kiếm, thấy thế Tô Thiện lao lên nhưng bị vong cơ cho một chưởng. Mạnh Dao hết đường chạy đành bỏ miếng âm hổ phù trên người ra, ngay từ đầu phim hắn ta đã hợp tác với Tiết Dương, chỉ là không chịu nhìn lại năng lực bản thân nên có luyện, cũng khôi phục được một nửa mảnh. Mạnh Dao làm đủ mọi chuyện độc ác sau tất cả lại quỳ xuống xin tha mạng, hắn nói mình nhận được thư uy hiếp nên mới làm ra nhiều chuyện xấu, cả chuyện liên quan đến Vô Tiện cũng như hại các thế gia ở Động Phục Ma. Lam Hoán hỏi hắn ta từng câu một, đầu tiên là chuyện thành thân với em gái cho tới chuyện giết hại cha mình, Mạnh Dao đều nhận, tức quá anh táng cho hắn một cú đau đớn. Chuyện tiếp theo là cái chết của Kim Tử Hiên, cũng là do Mạnh Dao lên kế hoạch từ trước, để Tử Huân chọc giận Vô Tiện rồi nói cho Tử Hiên cùng tới, một mũi tên trúng hai con nhạn dọn đường để không ai giành vị trí tông chủ. Hắn ta dùng đàn còn Tô Thiện thổi sáo làm ôn ninh, bị Lệch Tông tấn công hai anh em họ Kim, thành công đổ hết tội cho Vô Tiện mà không bị ai nghi ngờ gì. Kim Lăng khúc này đau đớn gục ngã thật sự, Mạnh Dao ghét cả nhà họ Kim vì vừa bị cha bắt làm việc quần quật như trâu, lại còn cả chuyện ông ta chơi gái khắp nơi, nhưng lại không chịu chuộc mẹ hắn ra khỏi lầu Ngưng Bích. Nhân cơ hội không ai để ý, Mạnh Dao uốn lượn bắt Kim Lăng làm con tin, Lam Hoán cũng nhanh chân túm Tô Thiện lại. Ngoài cửa truyền tới tiếng động, Tư Truy từ đâu đến bị đá thẳng vào miếu, đuổi theo cậu nhóc là bóng dáng Ôn Ninh người đầy oán khí, trên tay còn là thanh đao của Xích Phong Tôn. Vô Tiện thử khống chế cậu ấy nhưng không được, Ôn Ninh vẫn từng bước lia thanh đao nhào thẳng đến chỗ Mạnh Dao. Vô Tiện như một tia chớp vụt tới đẩy Kim Lăng ra, Mạnh Dao thì bị chặt đứt một cánh tay, hai anh em Lam Thị cùng tấu một bản nhạc định thần. Ôn Ninh đang hướng về phía Mạnh Dao đột nhiên bẻ lái sang chỗ Kim Lăng, cũng may là Vô Tiện gọi được tiềm thức của cậu thức tỉnh. Ôn Ninh không khống chế được đao linh bèn dùng tay chặn lại, Giang Trừng ném Trần Tình qua cho Vô Tiện, anh dùng sáo kích hoạt âm hổ phù dẫn dụ đao linh tới chỗ xác của Xích Phong Tôn. Chuyện sắp thành thì tiếng hoài tang vang rừng núi, đao linh dứt khoát quay ngoắt đâm thẳng vào người Tô Thiện hắn khiến đậy nấm mồm ngủ yên. Vô Tiện thị phạm từ đầu, anh đặt thanh đao và cả miếng âm hổ phù vào trong quan tài rồi trấn áp nó lại. Xong chuyện, Lam Hoán trị thương giúp Hoài Tang, nhìn mặt đần thối thế thôi nhưng thanh niên này mới là tên trùm phía sau tất cả. Nhân lúc Lam Hoán chữa cho Mạnh Dao lại đánh lạc hướng anh, cố tình lừa Lam Hoán, đâm lòi ruột Mạnh Dao trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa của mọi người. Mạnh Dao ăn ngay một kiếm mà không hiểu chuyện gì, đang đau thốn não thì thôi còn được khuyến mại thêm. Hắn ta chán chả buồn nói nữa, trước khi hẹo chỉ nhắc nhẹ Lam Hoán trước giờ mình tạo nghiệp, nhưng chưa từng có ý muốn hại anh. Mạnh Dao lấy đà đạp người về phía trước quan tài, tự mình ấn thanh kiếm khiến máu chảy rơi vào âm hổ phù bên trong. Cả ngôi miếu rung lên như được mùa, mọi người cong giò chạy ra khỏi đó. Vốn dĩ Mạnh Dao định để Lam Hoán chết cùng mình, nhưng phút thứ 90 hắn đã đẩy anh ra coi như làm nốt việc đẹp cho đời. Cứ thế ngôi miếu đổ rạp xuống chỉ còn lại đống đổ nát, mỗi người có một tâm trạng riêng, bùa chú trên người Vô Tiện đã được hóa giải hoàn toàn. Lúc này các đệ tử mới chạy tới nơi khảo sát hiện trường, trời xanh mây trắng nắng vàng, không liên quan lắm nhưng mà Tư Truy và Ôn Ninh đã đuổi kịp đôi bạn trẻ. Tư Truy đã nhớ ra một vài chuyện hồi còn nhỏ, Vong Cơ cũng đang định nói cho Vô Tiện nghe Tư Truy chính là Ôn Uyển, thì thằng bé đã tự nói ra trước. Hai anh em ôm chầm lấy nhau khóc sướt mướt, mới phút trước tình cảm thề non hẹn biển,
mà 2 giây sau đã phốt chuyện xấu trong quá khứ của nhau. Ôn Ninh nói với Vô Tiện, mình muốn quay lại Kỳ Sơn thăm mộ mọi người, sau đó là cùng Tư Truy quay về Lam Thị, chuyện tương lai thì về đó rồi tính tiếp. Nói rồi hai đứa lóc cóc dắt nhau lên đường, Vô Tiện cũng dắt anh Lửa bắt đầu hành trình đi phượt chỉ là vong cơ, đứng sững lại làm thanh niên hơi sợ. Hai anh chỉ giỏi dọa tinh thần con dân bọn em, cuối phim cả đôi quay về Lam Thị, vong cơ lên làm tiên đốc, cứ tưởng hai đứa sẽ cùng nhau sống đến hết đời, thì tự dưng phút cuối lại ai đi đường nấy, mỗi người một ngả, hẹn có duyên sẽ gặp lại. Xong cái tự dưng Vô Tiện đứng thổi sáo rồi quay đầu cười, còn vì sao cười thì anh biên kịch không nói. Căn bản cuộc sống nó không giống cuộc đời nên thôi, cũng tạm chấp nhận tò mò một chút mà kết cái bộ phim. Bộ phim tới đây là hết thật rồi, chần chừ gì mà không tặng chúng mình một like, đăng ký kênh cũng như đá ngay quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập phim hay ho hơn. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và bye bye.